Cái bà cụ 91 tuổi, bà nói mấy ngày nay bà nói trời ơi, từ cái bữa mà thầy đưa công đoạn nó lên tới bây giờ con cực khổ lắm. Chủ nhật gặp từ sáng cho tới chiều. Bây giờ không ngủ ghê gì được, cả buổi trưa luôn cũng vô thăm nữa. Vô thăm suốt, hỏi han chuyện này chuyện kia, xanh xao vàng giọt luôn. Không mà công nhận kỳ tích thiệt. Thấy chưa quý vị? Vừa kỳ tích xuất hiện là kỳ tích này còn dữ hơn. Phải bà cụ 91 tuổi là kỳ tích không? Chuyện lạ chưa từng thấy. Nói thiệt là chuyện lạ chưa từng thấy. Một bà già 91 tuổi té một cái gãy tay, xương đâm xuyên qua thịt, chảy máu, không cần dùng một miếng thuốc nào hết luôn. Tự nhiên bình thường, không có gì cả. Tay thì cong quẹo qua một bên gì, xương gì, bà lấy tay bà nhẵn nhẵn vô xương hết trơn. Nhẵn nhẵn vô, quý vị chịu nổi không? 15 ngày, 17 ngày, 20 ngày chưa từng đau đớn gì cả. Ăn uống bình thường, vui vẻ bình thường, hoạt bát bình thường, gương mặt tươi vui bình thường, 100% luôn. Không có trạng thái gì thay đổi hết. Bữa đó làm cái chương trình đó, coi để cười, cười để khỏe. Nghe không? Những đức mà đưa những cái đề cũng đẹp đẹp á. Coi để mà cười, cười để mà khỏe, thấy chưa? Rồi một bà ngồi kế bên thì cái miệng tự nhiên ngủ đêm méo. Tự nhiên ngủ đêm sáng tới vậy cái tự nhiên. Đúng không? Nó nên quý vị biết rằng là không mà. Mà công nhận lạ thì vui, vui vẻ bình thường. Ngủ đêm sáng nay tự nhiên cái miệng. Những đứa kia bà bẻ lại coi, bẻ không được thầy ơi. Những đứa bẻ 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 đợi đi, bẻ không được. Nên từ nơi đó ngộ ghê mà bữa nay đỡ đỡ nghe. Bà cười suốt à, bà cười, những đứa kia bà cười suốt à. Bà miệng méo bà cười suốt à. Nói vậy coi cái tâm trạng quan trọng chưa. Nên con người chúng ta chuyển biến tâm trạng chỉ như một cái lật bàn tay. Khổ và vui chỉ có một cái lật bàn tay, mê và ghét như một cái bàn tay lật tới lật lui. Một niệm mê thì hoàn toàn cảnh giới này là tam đồ ác đạo. Một niệm ghét thì cảnh giới này là Phật Bồ Tát xuất hiện liền. À, bây giờ quý vị nghe, mỗi ngày phải bồi dưỡng cái niệm ghét cho nó nhiều. Bằng cách nào? Đeo cái máy niệm Phật nè. Đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật nè. Cứ nghe hoài. Nghe hoài. Sáng có dụng công tu ở nhà hai thời ổn định. Gương mặt tươi vui, thường cười. Ai gặp quý vị người ta cũng thích tu. Gặp là phái liền. Bây giờ nói thiệt chứ, như mấy ông đây nè, mình gặp người vợ mà nó vui vẻ đi, thấy cũng hãnh diện. Đi đâu cũng muốn về coi nhìn vợ một cái. Nói thiệt á. Còn mấy bà bây giờ mà có thằng chồng đi ga lăng vui vẻ đồ, nói chuyện hiểu biết đồ, mà vui vẻ dù không có đẹp, không có đẹp bao nhiêu, nhưng mà vui vẻ nói chuyện rất là dễ thương. Mấy bà cũng thấy, thấy mình cũng thấy nở mặt nở mày. Với gia đình bên bên nhà mình, bên nhà mình có khi người ta khen tiếng, mình thấy mình cũng vui. Nói công nhận chồng của nhỏ đó gì đó, thằng nó không có đẹp mà thằng dễ thương gì đâu. Về gia đình bên vợ thấy hiểu biết đồ quá trời. Gặp việc gì phụ được là phụ liền, mà nói chuyện có lễ phép. Nhỏ này nó có phước ghê. Mình nghe vậy mình thấy là cũng nở lỗ mũi. Còn cái kiểu mà mình lấy nhầm cái thằng chồng mà mình nghe phía sau nó nói cái thằng vô duyên, cái thằng gì đâu, cái tướng cũng coi được mà cái thứ gì đâu mà nó vô duyên vô dùng. Nó về bên vợ nó kênh như ai ăn hết của nó vậy đó. Nó không biết kính trọng ai cái thứ gì đó. Cái thứ này mà nó về đây mai mốt có ngày tao quýnh nó. Thấy không? Mình nghe vậy thôi mình cũng cảm thấy mình ngại ngùng quý vị. Thấy không? Ngại chứ. Nên cái đối phương của nhau mình phải hiểu để làm sao tạo uy tín cho nhau. Bây giờ mình biết tu rồi, mình về bên vợ cái là mình tự nhiên mình thay đổi sắc mặt, mình vui vẻ vô cùng. Mình chào hỏi mọi người mình lễ phép, vợ mình nở mặt nở mày. Mình về bên chồng cái là mình vui vẻ niềm nở đồ, mình phụ gia đình, quét dọn đồ này kia, mình làm dấu mà. Tự nhiên trời ơi, chồng mình nở mặt nở mày, quý vị thấy không? Mình tu mình phải hiểu quý vị à. Cái gương mặt tươi vui nó không có tốn tiền, mà nó còn có tiền nữa. Nhìn gương mặt mình là người ta muốn rủ mình làm ăn à. Còn mình mà cái mặt buồn buồn là nó muốn ký hợp đồng với mình. Thôi, khỏi ký hợp đồng. Cái mặt gì đâu mà hãm tài. Thấy không? Đi đâu mà cái mặt cũng Trời
Chậu đi vô trong cái tiệm ăn uống của người ta, vô trong cái chỗ mà ngồi ăn uống á, kiểu như mà vợ chồng mình nó ngồi mà cái mặt nó gấp nó ăn, bỏ vô miệng ăn làm nè. Chắc ai cũng nhìn nó chắc mình xấu hổ muốn chết được luôn, đúng không? Rồi nó đi đâu nó gặp người ta cũng không hỏi, gặp người lớn gì gặp cái ồ cái thứ này cái thứ bị quýnh chết luôn, cho được nó chuyện dẫn chờ nghe không, nghênh bạc kênh vậy đó. À, kỳ cục ghê. Cái đó cũng là một cái hành động thiếu duyên, hiểu không? Thiếu duyên nó mới thành gan gì. Ở chùa này bây giờ quý vị coi, bây giờ những đức coi ở đây phần nhiều những đức lo cho 1,000+ người ở đây mà cơm ăn áo tặng cuộc sống đầy đủ thì cũng như ngay người trên thương người thương cả lối đi, ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Bây giờ quý vị quý như đức thì quý cả chùa này luôn chứ làm sao. Bây giờ quý vị đi đến đây giờ đơn giản, nếu như những đức mà nó không có duyên không có gì nhưng mà nó vô duyên vô dụng, quý vị đi đến đây làm gì? Quý vị dám rủ người ta đi đến đây không? Không dám rủ người ta đi đến đây, vì rủ đi đến đây ông bữa bậy bạ cái mình bể mặt bể mạng. Vô duyên mà dẫn đây làm gì? Bây giờ đúng mà ông thầy vô duyên ai đi đến đây? Nghe không? Nó người ta vừa ngồi xuống đây không có ngồi đây được. Chỗ này không có ngồi được. Ngồi được đâu. Dạ con muốn ăn cơm nước gì đây đâu có đâu mà ăn. Vô duyên thì ghê không? Thì bây giờ một lần người ta đồn ướm sùm hết trơn, ai đi đến đây? Thấy không? Nhưng mà tự nhiên mời người ta đến đây, còn mời người ta ăn cơm, còn vui vẻ nói chuyện với người ta. Nên từng chủ nhật nào người ta cũng vui, người ta mới đi đến đây. Ho mà còn đây nữa. Thấy không? Cái này gọi là nhiệt tình, quý vị thấy rõ nhiệt tình không? Người niệm Phật phải nhiệt tình. Bây giờ đến thế gian này mấy chục năm mà chúng ta chết queo, chúng ta không nhiệt tình làm sao tu duyên tu phước để mà khi về cực lạc trở lại độ chúng sanh. Mình nghĩ rằng tương lai mình còn trở về đây, nên mình bây giờ ở đây mình phải kết duyên cho nhiều để khi mình trở lại mình mới độ sanh được, chứ không có duyên sao độ, hiểu không? Nên bây giờ mình gặp ai mình cũng phải nở nụ cười để kết duyên một nụ cười, chứ mình vừa có gặp người ta mà cái mặt hiểu không? Ví dụ như bây giờ cái hộp cơm mình để cho cái ghế cái bàn chỗ này rõ ràng đúng không? Mình vừa để mình chạy lên kia mình múc thêm ly hộp é ép lại. Cái vừa bước đến cái tự nhiên mình gặp cái bà nào hay cái thằng nào tự nhiên bước vô ngồi xuống bưng hộp cơm dở hộp cơm ra. Mình bước lại mình làm nè. Ủa chị gì nhìn quá chị? Cơm đằng kia. Biết chỗ này của ai không? Cơm ta đem lại, đồ ăn ta đem lại, vừa để thì sao mà nhanh lẹ dữ vậy? Nhỏ kia nói cái thứ gì đi chùa vừa nghe ông thầy Đức giảng gì mà nó hung dữ tới ghê. Tôi không có biết, tôi thấy cái chỗ trống tôi tưởng đâu để cơm cho tôi ăn. Ăn phải hỏi chứ biết gì. Giờ làm sao vậy? Làm sao? Ăn rồi giờ làm sao? Đã biết ăn rồi mà cũng cự. Bây giờ mình từ xa mình đi tới mình thấy nó ngồi nó ăn rõ ràng rồi thôi, mình lỡ được kia mình lấy cái khác bước vô rồi mình biết rồi, hiểu không? Mà biết rồi mà cầm hộp cơm đi ngang mình còn nhìn nữa nghe, nhìn quay lại nhìn làm nè. Y nói ngọt lắm á, hiểu không? Cười xã giao, hiểu chưa? Đừng có kênh gì hả? Hiểu không? Còn thí dụ như bây giờ ngày chủ nhật đi để cái khăn ngay chân chỗ cái để cái khăn ở cái lá xài hay trên nước ngay chân ở chỗ cái chỗ ngồi để chỗ đó luôn, là giống cái hệ mỗi tầng ngồi chung á, gần ngồi chung mà cũng có hệ nữa, có hệ. À chị, tôi với chị với ba chị kia nghe, chị nhớ từng chủ nhật nào cũng vậy nghe, là ba chị em mình đều ngồi gần nghe, không có cho đứa lạ nào sẹt vô. Chị nhớ mua mỗi người cái khăn đúng màu xanh nghe chưa, để năm cái chỗ ngồi là năm cái khăn, rồi thêm một chai nước cho nó chắc chị. Bị hổm tôi để cái khăn không vậy mà có nhỏ kia nhào vô ngồi, tôi cũng thấy bực mình thiệt ghê. Bữa nay tôi để thêm chai nước thì đứa nào dám ngồi, hiểu không?
Nó là năm chị em mình là một hệ nghe. Tại vì tôi thích ngồi gần chị lắm. Ngồi gần chị mà thầy giảng vui, tôi cười tôi cũng thoải mái hơn. Ngồi gần con nhỏ lạ tôi muốn vỗ đùi nó tôi không dám. Hiểu không? Nó... Nên từ nơi đó tôi thích ngồi gần chị. Nó... Vậy đó mà một ngày nào nghiệp duyên nó đến là tự nhiên có người nó chen ở chứng giữa nó ngồi. Năm người mà nó chen ngay chứng giữa hai người kia, nó làm cho cái hệ của mình nó bị chia làm đôi. Mình ra phía sau mình ngồi. Mình ngồi phía sau nó một bậc mà mình cứ ngồi bữa đó mình làm nè. Xong nghe pháp xong rồi bốn bà đi ra nói: ủa nay sao thấy em ít cười quá. Cười gì nói mà cười. Chỗ ngồi để cái khăn gòn vậy mà nó lấy chỗ ngồi chứ được. Không lẽ tôi lại tôi xô ra. Tức tôi ghê luôn. Nguyên buổi tu không được cái gì hết chứ. Thấy chưa? Thấy không? Nên cái này phải điều chỉnh lại nghe. Nó có ngày nó gặp độ quá chứ không phải chuyện giỡn đâu đó. Nó nên mình đi tu á, cái chỗ đông người là nó đều gặp sự khảo đảo hết. Cái nghiệp duyên vi tế nhỏ nhất chúng ta phải để ý ra được, đúng không? Nghiệp duyên vi tế nhỏ nhất phải để ý ra để điều chỉnh liền. Nhất là mình ở trong ngôi Tam Bảo mà đi đến đây mà đông người gì nó gặp nhiều trường hợp lắm, đúng không? Nó, thí dụ như bây giờ cái đôi dép của mình mang, dép của chùa đó, dép của chùa đó, đừng có nói dép mình mà không đi, đôi dép của chùa đó mà mình mang lên rồi mình nói cái đôi dép này bữa nay mang đôi dép này không như vừa chân, cái đôi này vừa chân thiệt, mà một chút mà bước ra mà gặp đôi dép chiếc đực chiếc cái là không ngon được rồi. Mình ở chùa này là mình quen vị trí hết rồi, bắt đầu là mình mang đôi dép xong cái mình sọt lại cái mình nhét vô cái chỗ mà vườn cây hay gì cái cây gì đó, hay là mình nhét vô trong cái cành cây mà ở trong cái cây lùm lùm đó. Nhét vô mình nói á, khu vực này tôi nói chị là điểm nào em cũng biết, chùa hộ pháp mà cắt đồ ở đâu em biết hết, vì em là Phật tử cũ mà chị em dép em để đó. Vậy đó mà cũng gặp độ nữa, gặp độ nó bước ra cái nó nhìn vô cái cây nó thấy đôi dép, nó dối tay lấy đôi dép. Mình bước đến mình nói: ê để lại đâu dép tôi để ở đây mà cũng thấy hay vậy chợ. Thì con bà kêu nó nói: ủa cũng dân nhà nghề á nha, nhà nghề á tôi cũng thường để đây á, vậy tôi với chị cũng giống nhau á. Nghe thầy nói giải thoát hoài mà thấy hình như là tôi với chị chưa giải thoát á chị ư. Đúng không? Nó bắt khoe liền nữa chứ, nó là giống nhau mà, đúng không? À, lúc đó thì mình nói nghe chị nói thì mình thấy rằng là mình với chị rất là giống, nên thôi bắt tay chị làm bạn đi ha. Cùng hệ, cùng thiền, đúng chưa? Nói vậy thấy không? Cũng gặp đó chứ không phải không gặp đâu á. Nên mình tu làm sao á mà cái tâm giải thoát của mình mà cho nó thoải mái nhất, trong cái nghiệp duyên nó vẫn thoải mái luôn, trong cái trở ngại nó phải thoải mái, chứ không phải là mình hoàn toàn đúng được. Nếu bây giờ mình nói hoàn toàn mình đúng luôn thì mình không phù hợp với cái nhân sinh này. Thí dụ như bây giờ mình là phàm phu thì mình phải dành chỗ ngồi, đúng, phàm phu thì phải dành chỗ ngồi. Mình không dành chỗ ngồi với cái căn tính mình quá yếu mà mình ngồi xa lắc xa lơ, mình nghe mình đâu có cười nhiều được gì, đúng không? Nó rõ ra là nó ngay mặt tiền vẫn là đặc biệt hơn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, một cái món đồ thơm nó đang để đây thì ngồi gần đây nó còn ngửi được mùi thơm của nhân sinh, nhưng mà ngồi xa quá hương thơm đây nó hết trơn rồi còn ra tới ngoài kia đâu. Nó rõ ra là nó sát nhau nghe nó vẫn đặc biệt hơn. Còn ngồi mà xa lơ xa lắc có khi cái trạng thái mà để mà tích tụ năng lượng mà từ trường nó giảm hơn là ngồi trực tiếp. Quý vị coi qua tivi quý vị cũng không bằng coi trực tiếp nữa, vì trực tiếp nó là một cái sức hút cao độ. Nên phàm phu dành chỗ ngồi là lý do gì? Lý do là tôi muốn giảng sanh tôi mới dành chỗ ngồi, chứ không phải là chấp chỗ ngồi. Chỗ ngồi có gì đâu chấp.
không có gì chấp chỗ ngồi, mà tôi muốn chọn một địa điểm ngồi phù hợp với căn tính mình, là muốn chọn một địa điểm ngồi phù hợp. Hoặc là đi tu mình chọn một ông thầy hướng dẫn Phật pháp mình tu được, chứ không phải là chấp ông thầy. Tôi là gia đình thôi chứ ngoài ra tôi không có chấp ông thầy, nhưng mà tôi chọn một ông thầy phù hợp để hướng dẫn cho tôi tu. Còn cái chỗ ngồi là tôi chọn một địa điểm ngồi để phù hợp cho tôi nghe pháp tiện lợi. Tôi là kỳ lắm, ngồi xa là ưa buồn ngủ lắm chị ơi. Em phải ngồi trực tiếp em nghe thầy giảng, em không có dám ngủ gục. Tại thầy nhìn thấy em ngủ mà mai mốt thầy hỏi sao mà nghe pháp mà ngủ thì em kỳ cục, nên con mắt em nó khô lắm, nó không chịu ngủ. Vậy mà chị đưa em đi ra ngoài tuốt ngoài phía sau em ngồi là em ngủ. Thôi mấy người căng cao thì thôi họ ngồi phía sau đi. Còn em thì được cái duyên em ra phía trước liền, em chọn phía trước em ngồi cho nó ngon. Không? Nó nên có một vị hòa thượng rất là nổi tiếng nha. Thượng rất là nổi tiếng, ngài Tinh Văn, rất là nổi tiếng người Trung Hoa, nổi tiếng dữ lắm. Ngài Tinh Văn này là cái phước này lớn cực kỳ luôn quý vị. Ngài Tinh Văn là ngài á, ngài là xây chùa, toàn là chùa lớn mà ngài xây rất là nhiều chùa. Có nghĩa là ngài bất cứ ngài đi đến một cái nơi nào là ngài đi là ngài cho đệ tử ngài giống như xách theo một giỏ tiền. Đi đâu là xách theo giỏ tiền. Khi ngài trở về chùa thì đem về một giỏ giấy. Riêng ngài Tinh Văn là đi đâu xách một giỏ tiền, đi về là một giỏ giấy. Khi mà ngài về chùa thì thị giả coi trong túi ngài là quen rồi, là ngài ăn uống này kia là giấy mà chùi miệng là đều chùi mấy lần không à. Cái một tấm giấy ngài chùi miệng mà ngài chùi xong ngài xếp lại bỏ túi, chùi xong xếp lại bỏ túi, cứ là đi về là móc trong túi ngài toàn là giấy không à. Mà tiền đem đi thì toàn là cúng dường cho người ta hết, mà đem đi về là giấy không à. Nên riêng ngài Tinh Văn phước của ngài cực kỳ lớn luôn. Ngài nói một câu rằng: tôi là phàm phu, ngồi đọc sách biết nhìn bóng đèn, có điểm sáng để dễ đọc sách. Ngồi nghe pháp biết chọn địa điểm, để tiện bề nghe rõ ràng và có lực nghe. Ngồi ăn biết chọn điểm, để chi dễ gấp. Đó. Tinh Văn nói rõ ràng luôn đó quý vị. Đây gọi là câu nói của nhân sinh. Hiểu không quý vị? Mà không có nhân sinh làm sao có giải thoát. Quý vị, đá nhân sinh lấy đâu giải thoát. Cái nhân sinh này nè, cái người nhân sinh người ta mới tiếp nhận quý vị. Nếu hoàn toàn quý vị nói cái pháp giải thoát trắng trợn luôn á, thì không có cái nhân sinh nào để tiếp nhận quý vị nổi chứ. Mà phần nhiều nếu quý vị nói cái pháp giải thoát hoàn toàn, nó không có một chút nhân sinh, thì người ta nói quý vị ngu á. Trong cái thời cuộc này người ta đều nói mình ngu hết. Mà đã là tao nói mình ngu thì trong cái cuộc đời mình mấy chục năm mình không có độ sanh được. Hiểu không quý vị? Không có độ sanh được. Nên có những cái mình cũng tranh cạnh, có những cái mình cũng hơn thua, nhưng thật sự mình không có tranh cạnh và không có hơn thua. Quý vị phải hiểu cái nguyên lý của nó là tranh cạnh không tranh cạnh, hơn thua không hơn thua. Tranh cạnh là đủ duyên, thấy phù hợp thì tranh cạnh để dứt dành để cho chúng sanh được nhờ. Hơn thua thấy mình đủ duyên thì hơn thua để mà có được cho chúng sanh được nhờ. Chỉ nghĩ như vậy thôi, còn nếu thấy làm không được thì buông xuống. Khẽ re có gì đâu mà dính mắt. Hiểu không? Nguyên lý của nó là như vậy. Nên càng tu mới hiểu được. Thì ra là chúng ta thật thật giả giả ở trong Phật pháp, nhưng mà cái tâm mình làm sao nó phải hiểu cái nguyên lý của thế gian là giả. Giả nhưng mà không đá cái giả. Vì đá cái giả người ta không chịu mình. Đá cái giả không chịu mình. Đá nhà ta không chịu mình. Thấy không? Xả bây giờ buông xả người ta chịu không nổi mình. Nên từ nơi đó mà có những cái giống như mình đang phải chấp pháp. Chấp pháp phải chấp để dễ tu, chấp để mà dễ tu, kiêu ngạo để giống họ một chút để mà tiện tu. Hiểu chưa? Lên mặt lớn lối để cho người ta thấy sợ mình, để tránh mình chút. Chứ nếu không nó đè vẹp mình, ăn hiếp mình hoài sao mình tu. Hiểu không? Cũng khó để mà dẫn dắt người khác. Còn nếu như cá nhân chỉ có một mình ngồi trong cốc thì được, không sao. Cái chuyện này là cá nhân không dính dáng cái gì. Còn nếu mà coi chúng như vậy là phải có nhân sinh hết hoàn toàn. Hơn thua đấu đá lên mặt kênh đồ với họ chơi luôn. Nhưng mà riêng bản thân của mình là cái tâm giải thoát phải cực kỳ mạnh, phải nuôi được cái tâm này. Chứ không thể nào mà quý vị mà hoàn toàn cái gì cũng xả là cái người đi theo bị khổ lắm. Khổ theo tu luôn, họ chịu không có nổi với quý vị đâu. Hiểu không? Nên càng tu càng nuôi chúng rồi nó mới mở cái tâm lượng của mình ra. Nó mở cái tâm lượng mình ra. Và những đức hướng dẫn gì quý vị thấy cũng thoải mái nữa. Thấy thoải mái, hiểu không? Nó thí dụ như giờ mình ở ngoài đời đi, mình đi mua đồ đi, mình thấy nó nói thách quá trời luôn. Thì nó chị coi nói giá đàng hoàng đi chị.
Em cũng mua đồ, nếu mà được thì em mua lâu dài cho chị. Chứ chị đừng có nói thách quá, giúp căng cho nó đàng hoàng. Mai mốt em còn lại đây em mua. Chứ bây giờ quý vị nói bây giờ, ví dụ như bây giờ lỡ mua cái nó thách trên trời dưới đất. Vì nó à thôi nói sao cũng mua đại. Vậy thì nó không phù hợp, mình là cư sĩ ngoài đời nó đâu có phù hợp. Thì người đi theo mình hoặc gia đình của mình họ sẽ nói mình cái thứ gì đâu có làm cực khổ có tiền mà nói vậy đó. Thì người ta không có chịu mình, quý vị hiểu không? Đó, nên mình phải làm sao nó phù hợp với nhân sinh. Còn cái tu là mình phải tu. Còn cái giả là mình biết nó giả, nhưng người ta nhiều người đâu có nói nó giả. Đâu có nói nó giả đâu. Ví dụ như mình đi tu mình hiểu được vợ chồng con cái đến với nhau như bèo nước gặp nhau. Mình nghe thì mình biết, nhưng mà đối với chồng con mình đâu có nói gì được. Mình nói vậy là mình làm cho người ta giống như không còn cái niềm vui nữa. Tự nhiên người ta đang vui mình nói giả mà vui gì. Em với anh là bèo nước gặp nhau mà vui gì. Nó không phù hợp câu rồi. Cái câu nó đặt vào chỗ không phù hợp. Hiểu không? Ví dụ như mình làm sao cho người ta đang vui, đang hứng mà người ta đừng có bị nặng nề. Thì mình mới đem Phật Pháp mình chen vào được. Nên những đức, ví dụ như bây giờ chương trình vui chơi đi, ở trong chùa đi, những đức dù là ngồi chỗ nhưng mà những đức làm nóng lắm, làm cho chúng người ta vui lên vậy. Nên người ta thích những đức lắm. Hiểu không? Chứ nếu như bây giờ những đức kêu chúng chơi đi, những đức đi ra phía sau những đức ngồi, xong những đức ngồi đó niệm Phật đồ này kia, cái mai mốt nói tôi chỉ biết niệm Phật thôi, còn cái chuyện vui chơi đó là phù du. Thì quý vị biết rằng làm sao quý vị lãnh đạo được đây? Quý vị không gần gũi sao lãnh đạo? Mình ở trong cái cuộc đó mình mới hiểu được người ta vui thì sao, rồi mình mới tạo niềm vui cho người ta, rồi từ từ mình mới nói cho người ta nghe nó là vô thường, thì người ta mới tiếp nhận được. Hiểu không? Thí dụ như bây giờ quý vị biết rằng một cái bánh thiệt là ngon, quý vị không mua cho người ta ăn, mà quý vị kêu người ta tiện tặng đi. Quý vị phải mua cho người ta ăn, rồi người ta ăn rồi lúc đó mới hiểu được quý vị. Còn nếu như bây giờ quý vị không mua cho người ta ăn cái gì hết trơn, mà quý vị chỉ kêu người ta là tiện tặng đi thì người ta ghét quý vị, không có duyên gì chứ, hiểu không? Cái áp dụng Phật Pháp vào cái cuộc đời nó hay dữ lắm. Mà những đức nói Phật Pháp này nó khoa học dữ lắm quý vị à. Khoa học không có thể nào so sánh được với Phật Pháp đâu. Phật Pháp là cái trí tuệ nó vượt qua khoa học cao dữ lắm. Quý vị biết cái thời Đức Phật còn tại thế, khoa học đâu có phát triển gì đâu. Nhưng mà Đức Phật đã nhìn rõ ràng về cái trạng thái một con người, rõ ràng từ khi mà mang bầu rồi sao lớn lên ngày tháng sao, là Đức Phật nhìn rõ hết trơn rồi. Bây giờ nói nhà khoa học nào mà qua được Đức Thích Ca Mâu Ni. Nên những đức nói rằng Phật Pháp nó là đại khoa học. Nên chúng ta học Phật mà chúng ta không có một cái gì đặc biệt hết trơn là thua. Nên những đức nói rằng là từ khi những đức học Phật tới bây giờ thì cái chuyện đối nhân xử thế nó áp dụng trong cái cuộc sống, nó thấy nó đặc biệt, nó hay lắm. Có khi cũng đụng, nhưng đụng thì đụng mà chơi thì chơi. Chứ không phải đụng rồi là bỏ cuộc, không phải. À không phải như vậy. Con người mình sống thì nó cũng có những cái đụng chạm, nhưng mà đâu phải mỗi lần đụng chạm là mỗi lần chán nản, không phải. Hiểu không? Con người sống trong cuộc đời này thì chúng ta cũng phải có vấp ngã. Không phải mỗi lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta nằm vẹp chỗ đó mà chịu, không phải. Té xuống thì đứng lên, té xuống thì đứng lên, chừng nào hết đứng được thì bò. Hiểu chưa? Đó là sống chân thật đó. Bây giờ quý vị coi, bây giờ những đức hoa ạch 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 đó, xong những đức qua đây nói chuyện ầm ầm với quý vị. Nếu như những đức nói rằng qua sao nói, bữa nay nghỉ một bữa đi, thì là nghỉ rồi. Nhưng mà nói đi mới biết nó hoa thì sao, đúng quý vị? Nên trong cái cuộc đời này đâu phải chỉ là vẽ tranh thôi đâu, mà chúng ta phải thâm nhập vào cái bức tranh nó mới đặc biệt đó. Nên con người sống chúng ta đâu thể nào mà bưng một ly nước chúng ta nói nước này lạc, nước này ngọt, mà chúng ta phải uống nước chúng ta mới biết được cái hương vị của lạc, hương vị của ngọt, hương vị của chua đắng cay. Nên trong cái cuộc đời này chúng ta phải trải nghiệm sự khổ đau thì chúng ta mới hiểu được cái nguyên lý của khổ đau của cõi đời. Có người đã chưa từng nếm hương vị khổ đau, quý vị nói gì vô thường khổ đau ai tiếp nhận quý vị? Nên tất cả những người lớn tuổi gì này nói khổ người ta tin. Mấy cái bà mà có chồng sanh con nuôi con khổ mấy bà đẻ rồi đó, thì nói mấy bà là mấy bà đẻ khổ mấy bà tin, nói đến là mấy bà làm vậy nè. Còn cái đứa mà nó chưa từng đẻ một lần nào, chưa lứa nào hết á, thì quý vị biết quý vị nói khổ gì đẻ nó đâu có biết đâu. Nên nó cứ chê chê cái gì đâu, có gì đâu khổ. Còn mấy cái bà mà đẻ rồi á, thì mình nói khổ gì đẻ thì phải làm nè. Đúng. Thấy không? Rồi nuôi con khó khăn là nuôi rồi mới biết, đúng không? Đó. Còn cái người mà giác ngộ dù chưa đẻ, chưa nuôi nhưng vẫn hiểu được luôn.
chưa đẻ chưa nuôi cũng hiểu. Vì sao? Vì sâu sắc vào hoàn cảnh, để thâm nhập hoàn cảnh qua trung gian, rồi tự nhiên chúng ta cũng biết sự khổ đau của cõi đời này, biết rõ ràng luôn, không cần phải thử cũng biết nó khổ nè, hiểu không? Nó nên quý vị nhớ nè, những điều như Đức chia sẻ đó là nó để áp dụng trong cái cuộc sống mỗi ngày chúng ta, để mình thuộc. Có một câu nè: gia đạo gặp nhiều tai nạn, đây là hiện tượng của phước báo suy giảm. Gặp đạo tràng niệm Phật là có cơ hội để hồi phục gia đạo. Nhớ nha, gia đạo mình làm ăn đang lên vô cùng, nhưng mà nó có chiều hướng của suy giảm, đó là gì? Là gia đình đang lục đục. Nhớ đó, đang kiếm tiền nhiều nhưng mà gia đình lúc này đang lục đục là bất hòa. Là quý vị biết đây là cái hiện tượng của phước si để đến đó. Khi phước si đến là con người nó không thuận hòa. Mà người xưa nói gia hòa thì vạn sự mới hưng, còn gia đình không hòa sao hưng đây? Nên đó gọi là phước đang bị si. Si phước rồi là quả nó đang đến, quả báo đang đến. Khi mà gia đình đang thịnh là quý vị biết là con người nó hòa thuận dữ lắm, thương yêu vui với nhau lắm, hiểu không? Là nó đang thịnh vượng đó. Còn khi mà con người nó đang đụng độ trong nhà, lu bu lộn xộn nè, dù làm có tiền đem gì nhưng mà phước này đang si, thì phải dùng cách nào? May mắn thay gặp được một đạo tràng niệm Phật, nghe pháp và tu, là phải dưỡng tâm lại, để dưỡng tâm. Dưỡng tâm để làm sao nó buông xuống được cái tâm mà hơn thua đó, là buông xuống. Rồi có được tiền bạc, biết tu nhân tích đức, để gọi là dùng tiền này để tu phước tu duyên, để tích tụ phước duyên từ trong mạng lại. Còn nếu tiền đó chỉ giữ y nguyên cho đó mà không làm, thì tức khắc là tạo ra kiếm tiền thì lấy từ trong mạng nó đã giảm rồi, trong mạng đã giảm rồi mà còn lấy ra để mà bỏ cắt đây nữa, giữ đây mà không xài là lấy từ trong mạng ra, thì càng lấy ra thì phước nó càng giảm 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 giảm. Mà phước nó càng giảm thì đầu óc nó càng tối, mà đầu óc nó tối đến mức cực điểm rồi là nó sanh ra gia đình lộn xộn lu bu. Và cứ như vậy mà không tu nữa thì tiếp tục gia đình này tan nát luôn. Hiện tượng của phước si là gia đình lộn xộn, gia đình bất hòa, vợ chồng không thuận thảo, con cái ngỗ nghịch, đây là hiện tượng của phước si. Nhớ, hiện tượng của phước si là như vậy. Còn nếu riêng quý vị là phước không si, quý vị sẽ biết liền. Riêng quý vị phước không si là quý vị trạng thái rất thoải mái trong cảnh duyên đó luôn, tại vì có tu nên riêng quý vị là phước không si. Còn gia đạo 3-4 người là đang đụng chạm là họ đang bị phước si. Tuy họ cũng sống trong một gia đình này có phước hưởng đó, nhưng mà họ đang si phước vì cái nội tâm của họ là phước đang si cá nhân. Nên gia đạo là bản thân mình là người tu thì duy trì được mình, phải duy trì được cái tâm của mình, là họ sao sao nhưng mình luôn luôn duy trì được cái tâm của mình an lạc, cái tâm của mình vui vẻ, cái tâm của mình luôn luôn chừng mực và tỉnh táo để giải quyết những vấn đề trong gia đình, những con người lộn xộn lu bu. Thì một con người tu như vậy nó lợi ích cực kỳ lớn. Nên trong gia đình mà có một con người biết niệm Phật và nghe nhân quả và hiểu được cái nguyên lý sống của nhân sinh, thì đây là một gia đình đại phước báo khi trong nhà có một người biết niệm Phật. Nó những Đức giải thích chỗ này cho quý vị nghe đó, thì quý vị biết cái si phước là sao đó. Và thêm một cái nữa là con người tu hành mà khi si phước là chúng ta sẽ có nhiều ý nghĩ sầm bậy, chúng ta sẽ có rất nhiều ý nghĩ sầm bậy, và cái hành động làm của chúng ta nó không còn gì chúng sanh nữa, là bắt đầu nó lo sợ. Khi một con người mà phước si là nó sẽ thành một trạng thái lo sợ, thường lo sợ nhiều lắm. Mình sợ những việc này, việc kia, việc nọ, mình sợ rất là nhiều thứ luôn. Còn khi một con người mà phước thịnh thì họ rất bình tĩnh. Phước thịnh thì họ rất là bình tĩnh. Tại vì phước huệ, người mà phước quá dày thì sanh trí huệ. Mà trí huệ đã có rồi thì nó giải mã hết tất cả những cái ở trong cuộc đời này nó đang bị bế tắc. Mà nó đã giải mã rồi thì còn gì sợ? Giải mã rồi thì không có sợ. Nên học Phật làm sao phước huệ nó phải phù hợp. Tại vì phàm phu như mình có phước thì tiện tu, cảnh giới tiện bề tu hành. Còn thiếu phước thì cái nơi ở nó quá chặt hẹp khó khăn, thì từ nơi đó mà mình khó tu và không có cơm ăn áo bặn thì sao tu? Bây giờ phàm phu như mình mà không cơm ăn áo bặn sao tu nổi? Bậc A-la-hán còn có thể tu hoặc là nhập niết bàn. Còn chúng ta đi la làng, đói quá la làng chứ sao, hiểu không? Mình đói quá mình la làng đó, mà la có ai cho nó gì? Trong mạng không còn tiền còn phước ai cho, hiểu không? Nên tu hành biết được cái phước thịnh phước si là chính bản thân mình nhận thức được liền, chính bản thân mình nhận thức mình. Cũng như những Đức bây giờ là phước nó đang thịnh nè, là tâm trạng như Đức nó rất thoải mái, nó không có bị bất an trước 1200 người này luôn. Còn lúc nào quý vị thấy những Đức mà lo trước lo sau, lo được lo mắt á, là phước như Đức đang giảm si rồi đó, đang si, hiểu không?
Nó nên từ nơi đó phước nó thịnh thì con người nó rất là an tâm. Và có những sự việc đến với mình thì nó giải mã rất là nhanh. Vì trí tuệ nó giải mã nhanh cực kỳ luôn. Quý vị dùng cái bài toán, quý vị còn cộng trừ nhân chia. Còn cái trí tuệ của Phật Pháp mà nó thịnh á, thì nó chỉ cần nhìn việc là giải mã. Nó khỏi cần phải tính, nó nhìn việc là giải mã. Tại vì cái trí tuệ của Phật đó là cái xả, nên tất cả thiện và ác nó xả, nên đó là cái giải mã nhanh nhất. Còn cái phước của thế gian, cái trí của thế gian là phải tính, 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 tính để phân tách. Mà phân tách nó còn nặng thần kinh đầu óc. Còn cái trí tuệ của Phật thì đụng cái là buông xuống được, đụng cái buông xuống được. Nên cái trí của Phật nó giải mã cực kỳ nhanh, nhanh dữ lắm quý vị, thấy không? Nên nó học Phật trước nhất là phước và duyên. Duyên phước, duyên là gì? Cứ mặt tươi vui đúng không? À, à, gương mặt tươi vui là nó rủ người ta đến, hiểu không quý vị? Sức hút nhất là gì? Tươi vui. Quý vị đi đến đây vui, quý vị mới đi đến đây nè, hiểu không? Thí dụ như bây giờ nguyên một cái hội chúng mình đi, gương mặt ai hiện tại cũng đang tươi nè, nó giống như là nó được một cơn mưa pháp làm cho mình mát lòng mát dạ mình vậy đó. Thì tự nhiên gương mặt đây tươi rói, mà hiện tại có những nụ cười nó đang còn chiếm chiếm trên bờ môi. À, tại vì cái niềm vui của nội tâm nó phát ra là nó làm cho nụ cười mình chiếm chiếm trên bờ môi mà vẫn còn giữ được luôn. Còn nếu như nội tâm mà nó không vui là nụ cười cũng như hoa nở vội tàn. Nên những đức đã từng cười mà nụ cười mà không có tâm là quý vị biết rồi. Có những người mà cười xong rồi cái mặt đáng sợ lắm. Có những người cười như cái mặt rất đáng sợ. Cái mặt gì nha? Trời ơi, thấy ghê chưa? Tại vì trong tâm của họ hoàn toàn là dữ dằn lắm, nhưng gặp mình là xả giao một nụ cười với mình. Mà xả giao này là do họ muốn có lợi ích gì, bắt buộc phải xả giao. Còn nếu như một con người mà sống ở thế gian mà họ không biết cái nguyên lý của duyên á, nếu như nụ cười không cần thiết, họ sẽ không bao giờ cười với quý vị. Tại vì quý vị không đáng để họ cười với quý vị đâu. Chứ vị họ không cười đâu. Nó dụ như ngày những vị chủ cả lớn, những người có địa vị, người ta không bao giờ tùy tiện cười với quý vị đâu. Người ta không biết tu phước tu duyên, người ta nghĩ người ta là cao lắm, người ta phải cười với người ngang với người ta hoặc là hơn người ta, người ta mới cười. Đây là cái dại khờ vô cùng. Mình cười với người dưới tay mình thì nụ cười nó kết thành duyên, mà duyên nó kết thành phước thì người ta mới hỗ trợ mình. Quý vị coi, chúng ta là một cái cây thiệt là cao, nhưng mà chúng ta cũng phải nhờ cái gốc nằm ở dưới đất cho nó chắc chứ. Nếu gốc không chắc làm sao cây lên cao, hiểu chưa? Nên chúng ta muốn thành đạt trong cuộc đời là phải bồi gốc, là nhân sinh con người. Mà muốn được con người thương yêu thì phải làm sao? Chưa? Hả? Đó. Nên con người đi đến đây miệng méo, miệng tròn, miệng hô, súng găng, có răng, ai cũng là con người sao? Thấy chưa? Nó như vậy là nó là số 1. Đó là duyên. Duyên nó dẫn đến con người đến với mình. Mà duyên nó đã dẫn đến thì có cơ hội tu phước. Con người đến với mình đông là có cơ hội tu phước. Khi đến với mình rồi lúc đó nghe, thì mình nói lời rất chân thật với họ. Duyên là kết dẫn đến, rồi nói lời chân thật để ấn tượng. Chân thật rồi thì mình không tham. Ba yếu tố này được thì con người sẽ tiếp nhận mình, tạo cho mình một cái cơ hội để phát tài. Chắc chắn là 100% tạo cho mình một cơ hội. Họ đưa mình lên một cái tiêu chuẩn để phát tài hết. Còn nếu như bây giờ mình rất là có duyên nhưng mình kéo lại, đến gần mình thì nói lời giả dối, đúng một cái là mình tham. Hai tiêu chuẩn kia nó phá cái duyên ban đầu, người ta tránh xa mình. Chỉ được gặp một lần và lần sau không gặp nữa. Nên ba yếu tố thì thành đạt trong cuộc đời đó là gì? Gương mặt tươi vui, gặp người nói chuyện thật thà và không có ý đồ tham lam của người ta để thành công. Nhớ nghe, dù là một thanh niên hay một thiếu nữ ở đây, dù có nghèo cỡ nào, ít học luôn, nhưng duy trì được ba yếu tố này cực kỳ mạnh sẽ thành đạt chắc chắn luôn. Ba yếu tố này từ khi những đức học Phật tới bây giờ áp dụng thành công. Chính những đức học lớp 3 ở lại 6 năm trung thành với cô giáo chưa từng thấy, lót nền móng chắc. Lớp 1 ở lại 2 năm xong làm lớp trưởng luôn. Thường là ta lớp trưởng là người ta học giỏi, còn mình là do quá lớn, bự quá. Tại vì mấy năm ở lợ nên quá lớn nên cô giáo chọn làm lớp trưởng. Ăn hiếp với đứa nít được, hiểu không? Nên từ nơi đó bị biết lót nền móng quá dày.
Nhưng mà khi nhiều đứa mà nó không chịu học là nó phái nhân đức lắm. Nó nghe mà ở lại 6 năm mà lót nền móng, nó nói ba mẹ thấy chưa, thầy còn nói ở lại 6 năm, con mới ở có 1 năm mà la hoài. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà cái quan trọng nhất là ở trong cái cuộc đời này người ta có được cái thành đạt là được rồi. Cái quan trọng học gì đi chăng nữa thì cũng phải đi đến chỗ thành đạt. Mà thành đạt của con người đó là nhân sinh sống phải nắm được thì nó mới thành đạt. Còn nếu như bây giờ nhân sinh sống quý vị nó vô dụng quá, lấy gì thành đạt? Dù quý vị có học cao, không lẽ quý vị đem bằng cấp quý vị đi kiếm gạo ăn bằng cái bằng cấp không đó. Cái bằng cấp đưa ra người ta nhận mình mà vô trong cái chỗ làm vô duyên người ta đuổi quý vị luôn, nó đừng nói chuyện dựng chơi. Dù bằng gì đi chăng nữa mà vô chỗ làm người ta mà nghinh ngang trên kênh, nói chuyện vô duyên vô dùng người ta đuổi mình liền, đúng không? Ta đào thải mình liền. Nên bây giờ thiếu bằng cấp gì đi làm bảo vệ thôi. Mà tự nhiên làm bảo vệ thời gian người ta thấy được quá, ta lên làm trưởng bảo vệ. Trưởng bảo vệ từ từ cái ông chủ chạy xe ngang cái ra mở cửa cái này, chào ông chủ bằng lễ phép một cái nghe. Rồi cái ông chủ bo tiền cái nói dạ con chỉ làm đúng trách nhiệm của con thôi. Ông chủ để ý cái này. Mai mốt từ từ ông chủ nói mày đi theo tao làm bảo vệ cho tao. Hiểu chưa? Cơ hội rồi đó. Ông chủ kêu mình đi theo ổng làm bảo vệ cho ổng. Khi đi theo ổng làm bảo vệ cho ổng thì phải xách giỏ tiền. À, xách giỏ tiền ha. Xách giỏ tiền nhưng không bao giờ tham một cắc nào hết. Rồi từ từ ông chủ thấy thằng này tuy không có trình độ nhưng có đầu óc và có góc độ sâu. Không tham cái nhỏ mà tính về tương lai. Thì ông chủ nói tao có nhiều chi nhánh, mày đứng coi chi nhánh cho tao. Mày làm ban trưởng của cái chi nhánh đó cho tao. Là cơ hội mình đến rồi đó, thấy chưa? Tuy thiếu học nhưng được người ta nhìn qua trung gian gì? Chân thật. Phải thành công không? Còn bây giờ có bằng cấp quá trời mà không học được hai chữ chân thật. Vậy thì đi đâu cũng bị đào thải chứ làm sao có cơ hội. Nên trong cái cuộc đời con người chúng ta, người ta cho tiền phan hết nhận. Mà cho cái gì nhận? Cho cơ hội mới nhận. 100 lần không nhận tiền đổi lại 1 lần cơ hội trong cuộc đời. Đó là người có góc độ cực kỳ sâu. Nghèo cho tiền hoài cũng không giàu nữa. Mà cho mình một cơ hội cuộc đời nó mới giàu. Đó, tích tụ 100 lần để có được một cơ hội thôi. Đó, nên nói là nghèo không sợ, sợ nhất là mất uy tín. Uy tín là quan trọng lắm, nghe chưa? Đó, đàn ông đàn bà gì cũng vậy, phải cần duy trì được cái uy tín của nó cực kỳ sâu. Nên quý vị đi về chùa mình, quý vị tin ở đây là ngay chỗ nào uy tín mà ra. Riêng chùa chúng ta là không có một người nào đi xin tiền quý vị hết trơn á. Những đức nói chùa chúng ta nếu như có một người nào xin tiền quý vị là người đó không phải người trong chùa này. Tôi mạnh dạn nói một câu, riêng trong chùa mình lo cơm ăn áo bọng mà lo cuộc sống mà lo hòm gương lo chết, lo không bao giờ thiếu. Quan tài tôi còn mua sẵn nữa mà thiếu cái gì? Quý vị nghĩ đi. Nó chuẩn bị hết trơn rồi còn thiếu cái gì? À, đó, riêng những đức nói xả nhưng mà cái gì cũng phải chữ một chút để dành cho các cụ. Khi chết hay là nửa đêm hay bệnh hoạn gì, cần xử lý là xử lý liền, chứ không có đi xin ai, hiểu không? Đó, đó là cái để làm cho các cụ yên tâm khi sống với con người này. Quý vị biết rằng là lễ lọc này kia đồ người ta đem trái cây, bánh trái ngon lành vô cùng, ai có đau chân thì thẳng chân không sao. Khi người ta đem bánh trái trái cây ngon lành vô cùng đem đến những đức á, thì ở trên những đức nói mấy cô xả đem ăn cho hết, đem hết nghe chưa? Nhưng mà trước đó mấy ngày họp thì những đức nói đem ngày đem, nhưng cái bánh nào mà các cụ chưa từng ăn thì cắt lại nghe. Cái trái cây nào mà ngon ngon, sầu riêng đồ ngon ngon cắt lại cho các cụ nghe chưa? Để qua lễ cái bữa mà cuối cùng cho các cụ ăn nghe chưa? Mấy bả là người là cùng tiến cùng lùi với mình, cùng sống cùng chết với mình. Dù cỡ nào cỡ mấy bả phải hơn người ta nghe chưa? Như vậy thì nó mới phù hợp vào nhân quả của nó. Hiểu không quý vị? Bây giờ quý vị sống với chồng quý vị 30 năm, quý vị gặp những đức chỉ có 3 tháng thôi, mà quý vị nói những đức là số 1 hơn chồng quý vị. Quý vị thấy có phù hợp nhân quả không? Vì thằng nào ở với mình 30 năm? 30 năm với 3 tháng quý vị để nó bằng căng bên nào nặng? Nhưng mà con người ta thường ưa bị cái bệnh gì? Gặp mới thì quên cũ. Thường là như vậy đó. Nên mới nói câu là thầy chùa bên ngoài khéo tụng kinh. Thì cái người gặp quý vị á, gì thì nói phải hay à. Gặp nhau ngồi trên bàn thì nói chuyện là khách mà.
thì phải thì sao? Khách sáo, khách sáo, hiểu không? Nói chuyện cỡ nào cũng khỏe không, làm ăn thì sao, rồi ở nhà chuyện chồng con thì sao. Và lúc đó mấy bà thấy ngọt quá, bà nói con rất là khổ. Phải chi mà mấy năm về trước con biết được thầy thì con đâu đến nỗi khổ như bây giờ. Thấy không? Thì bắt đầu là nói vậy thì bây giờ con gặp thầy cũng chưa muộn đâu. Thì từ hôm nay con cố gắng nghe lời thầy. Từ hôm nay con sẽ được bình yên. Tự nhiên nghe sao nó trời, nó ngọ dịu, nó thoải mái gì đâu. Vừa bước về gặp thằng chồng say xỉn của mình là mình thấy nó nói chuyện một cái mình nói thứ gì, không lẽ tao vô chùa quá. Hiểu không? Nhưng mà mình đã 30 năm sống với người ta, còn cái này chỉ có 3 tháng mà đã kết luận rồi. Con người chúng ta thất bại ngay cái chỗ là kết luận quá sớm. Có cái con quan gia nào mà chúng ta vừa gặp nó mà nó để hai chữ quan gia trên trán không? Ngày xưa khi mình thương thằng chồng mình nó đâu có để hai chữ quan gia trên trán. Thí dụ như có nhiều cô ở đây, mấy cô đã từng gặp chồng mấy cô ngày xưa. Mấy cô thấy không? Ban đầu anh hút thuốc nhiều quá, anh đừng hút thuốc nữa, em không thích. Người đàn ông hút thuốc nhiều quá hôi lắm. Anh hứa với em chỉ cần chấp nhận anh sẽ bỏ thuốc. Rượu đừng uống nữa anh à, anh bỏ rượu. Vì em anh sẽ bỏ tất cả. Chỉ cần được em thì anh sẽ bỏ tất cả. Cái thằng này xạo, chắc chắn xạo luôn. Nó vừa gặp mình mà nó nói là chỉ cần có mình là nó bỏ tất cả. Vậy nó bỏ cha mẹ nó luôn nè. Chờ luôn, bỏ luôn. Anh sẽ chịu miệng đời dĩ nghị chửi mắng anh, nhưng anh chỉ cần có em mà anh bỏ hết. Thằng này nó xạo ác đạn luôn nè. Cái thằng này mà đem về trong vòng vài tháng sau là nó bỏ mình. Tại vì nó quá dễ bỏ người thân nó thì nó cũng rất dễ bỏ mình. Hiểu không? Đó, nguyên lý là như vậy. Nên quý vị phải biết rằng đừng bao giờ kết luận một con người trong vòng thời gian ngắn nhất vừa gặp nhau. Hoặc vừa mới có một buổi nói chuyện này là ấn tượng nó đi sớm quá, vượt qua thời gian của 30 năm với một con người mình đã từng sống với nhau. Thế thì phải nhớ rằng con người khi sống với nhau nó mới chỗ ra tất cả những cái thứ đúng và sai của chính nó. Còn con người vừa gặp nhau trong một khoảnh khắc, không ai đi chỗ ra những cái loại cái điều xấu xa đó nhiều quá đâu quý vị à. Hiểu không? Như những đức cũng là chỗ nhiều rồi đó. Chỗ nhiều thứ rồi đó, nhiều thứ cũng thấy xấu xa đó. Cũng nói chuyện cũng nghinh kênh kênh là thấy cũng dữ dữ đúng không? Nhưng mà có những người bị vừa gặp một cái là thí dụ như các con à. Nói những câu nói chậu mình nghe mà chị đâu mà mình thấy nó mát lòng mát dạ mà giống như chịu không nổi. Không có nhiều vị thầy mà nói chuyện có thể quý vị moi tim moi ốc ra cho họ luôn. Họ nói khéo đến cái mức mà tại vì đã đọc qua kinh giáo rồi thì nếu mà nói về thế gian pháp thì nó trở thành là số 1 về thế gian pháp. Nếu đọc kinh giáo và coi lời của Phật rồi, nếu mà nói là gạt á, cao thủ gạt. Nếu là gạt là cao thủ gạt. Còn nếu như mánh phé là cao thủ mánh phé. Còn nếu như chân chắc thật sự giải thoát thì thật sự là tâm lượng lớn cũng như hư không để giải thoát vậy thôi. Thế thì biết đó. Trời ơi, trong kinh giáo của Phật là đào tạo ra con người mà nếu mà nó giải thoát thì trở thành bậc cao thủ giải thoát. Còn nếu như lương gạt người là cao thủ gạt người luôn. Chỉ cần học qua kinh giáo thôi là gạt người số 1 luôn. Nên 100% luôn, những đức học Phật như đức biết mà. Bây giờ mà muốn gạt người ta dễ lắm, có khó đâu. Tại vì sao? Mình chỉ cần nhúng vài bước, nhúng hoàn toàn xuống là gạt được liền. Còn người thế gian thì lại có khi nói ban đầu gạt có một lần à. Nhưng mà cái người tu mà chịu gạt cái vị là gạt một đời. Gạt cái vị sạch cổ luôn. Gạt sạch nhát hết trơn luôn. Không có giỡn đâu. Gạt quý vị hết trơn tiền luôn. Nhưng mà vẫn là câu với quý vị luôn chứ không bỏ luôn. Gạt xong hết tiền rồi tiếp tục gạt quý vị về cái chuyện quý vị phải làm công cho người ta luôn. Phải làm luôn. Đến cái trình độ như vậy đó không phải đơn giản đâu quý vị.
nghe không? Nên đi về chùa á, là chúng ta để mà nghe đạo, để áp dụng trong cuộc sống, chứ không phải là để đặt vai trò là ông thầy mình, ông thầy này gì kia, gọi là nói chuyện diện dị đồ. Chồng ở nhà sao thấy ghét quá, quý vị làm như vậy là quý vị phi nhân quả, nó không có đúng đâu. Mà quý vị nghe đạo gì để quý vị đem vậy, quý vị áp dụng vô ông chồng xấu xa kia, để quý vị thấy ổng là người tội nghiệp. Vì cỡ nào mình cũng chung chăn sẻ gói với ổng 30 năm nay, 40 năm nay rồi. Bây giờ mình vừa nghe ông thầy này giảng cái là mình muốn bỏ ổng, đó là cái hành động tầm bậy. Không lẽ pháp để mình bắt người ta bỏ gia đình người ta sao? Mà dạy người ta để người ta trong cái hoàn cảnh khổ đau đó đó, mà người ta có sự uyển chuyển lại khác ngày xưa. Ngày xưa thì chửi mắng và xem thường, hoặc là mình cảm thấy chán nản và muốn bỏ đi. Nhưng mà từ khi nghe pháp bây giờ thì tự nhiên mình về, mình có thể chấp nhận trong hoàn cảnh đó để vui trả nợ của cuộc đời này. Tại vì duyên và nợ gặp nhau ở cuộc đời này, thuận và nghịch, chúng ta đã hiểu rồi. Hiểu rồi thì để phải vui trả. Đó là Phật pháp dạy là đúng, chứ không phải kêu quý vị buông xả là bỏ ổng đâu. Nó nên có những người mà nói thầy ơi, bây giờ con nhà tu không được, chồng con bệnh đau này kia đồ, con định để ông ở nhà con đi tu. Thầy ơi, những đức nói ở nhà mà nuôi ổng, chừng nào ổng chết rồi vô đây tu. Lúc còn khỏe thì dùng, mà lúc bệnh đau thì không nuôi là không phù hợp, hiểu không? Cái gì nó cũng phải có ăn thì có chịu, hiểu chưa? Có ăn thì có chịu. Nà, lúc mà chung chăn sẻ gói là lúc đó cũng thấy vui, nhưng lúc bệnh đau á, thì muốn ruồng bỏ người ta là không phù hợp. Dù nó có xấu xa cỡ nào cũng phải nuôi cho tới cùng. Như vậy thì mình cũng mạnh dạn mình nói tôi là người học Phật, rất mạnh dạn nói, hiểu chưa? Nó chứ không phải nói đi vô đây rồi mới tu được đâu, nghe chưa? Cái nghiệp duyên nó còn là nó cũng kéo ra. Nó nên tu hiểu rồi thì phải áp dụng Phật pháp trong cuộc sống. Những lời này những đức chia sẻ thì có vợ nào chồng nào mà không chịu không? Không có ai mà không chịu cả. Đâu phải là nghe Phật pháp rồi chạy vô chùa hết đi cạo đầu đâu, đâu phải đâu trời. Quý vị nhớ nghe, con cháu quý vị mà muốn đi cạo đầu đi tu, quý vị hỏi nó một câu suy nghĩ kỹ nghe chứ con. Con ở ngoài đời á, con đi làm kiếm tiền, con phải chọn cái ngôi chùa nào mà ta nuôi con cho con tu á. Nhớ, nuôi con cho con tu, chứ không phải là nuôi con cho con học. Nếu con muốn học thì con ở nhà cha mẹ nuôi cho con học. Mà con tìm ngôi chùa nào mà nuôi con cho con tu, và nuôi con cho con làm việc cho chúng sanh, là con ra trường rồi đó con. Thấy không? Ra trường làm việc rồi đó nghe. Còn nếu như bây giờ con đi xuất gia mà tiếp tục, và con cặp sách đến trường đi học nữa, hoặc là con đọc được một số giáo lý, rồi thí dụ như nhân duyên của con đi đầu này đi đầu kia, để mà nhận cái này nhận cái kia, thì con xin suy nghĩ kỹ lại con đường xuất gia của con. Con phan hả cạo đầu, con vô đó, con ở trong đó, con làm cư sĩ đi, con phục vụ trong chùa đi, rồi con xem ở nơi đó làm sao, con xem ở nơi đó làm sao, rồi con hả cạo đầu. Vì con đừng bao giờ nghe dài ba lời rồi con đi cạo đầu. Vì con vừa cạo đầu là con phải dính vào bổn sư. Mà con dính vào bổn sư mà con thoát ra thì con thành cái danh từ phản thầy. Nên con phan hả quyết định, con vào trong đó con xem kỹ về tăng đoàn ở đó sống làm sao, rồi họ làm cái gì mỗi ngày, họ có cái tâm tu giải thoát hay không, thì lúc đó con mới đi xuất gia quyết định cạo đầu ở nơi đó. Còn nếu như con thấy ở nơi đó chưa ổn định thì phan hả cạo đầu, thà gầy dựng phước duyên cúi đầu làm cư sĩ vậy là được, chứ đừng có dội vàng đi cạo đầu xuất gia, nghe chưa? Nó tu hành giải thoát là cư sĩ cũng giải thoát, thấy chưa? Cư sĩ mà còn sen mọc từ miệng ra mà. Thấy chưa? À, còn cư sĩ mà sen mọc từ miệng ra. Vì thấy có người xuất gia nào sen mọc từ miệng ra chưa? Những đức mai mốt mà mọc trái đu đủ ra cho quý vị thấy. Cứ mong cho ta đủ hoài đến cuối cùng mọc đu đủ. Thấy không? Nó nên còn gì, ok, ai mọc sen, mình mai mốt mọc cây cỏ Mỹ, mọc ra. Thấy không? Sao cũng được, miếng giảng sanh là được rồi. Cả đời chúng ta đủ duyên, cứ tán thán tịnh độ suốt. Đây là pháp môn vô thượng, rất cao siêu, quyền diệu, không thể nghĩ bàn.
Mình chỉ cần nương vào cái chí của Phật, cái chí của tổ sư để chân thật tán thán tịnh độ thôi, chứ mình không có hiểu biết cái gì sâu sắc vào tịnh độ này nổi đâu. Mà chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng, cái gì phải nhớ nha. Nên kẻ phàm phu chúng ta mà ức đó là sai hết, hoàn toàn sai, sẽ nghĩ sai, nói sai. Chúng ta chỉ cần tán thán tịnh độ và chân thật, có lòng tin. Dù là mình có khi niệm Phật vô vị cũng niệm luôn, vì mình tin rằng cái công đức niệm Phật này lớn quá. Nếu như chân thật mà như vậy thì từ vô vị trở thành có hương vị, rồi từ từ có hương vị cái thành vô vị, cái vô vị cái có hương vị, nó làm hoài vậy đó. Nên nó khảo đảo mình mà. Tại vì pháp này là pháp khó tin, nên lúc quý vị tin rồi sẽ nghi, rồi nghi xong rồi tiếp tục tu rồi tin, rồi tin rồi cái tự nhiên thời gian nó bị sự cố cái nghi. Mà mình như nghi hay tin gì cũng phải tu tịnh độ cho tới cùng. Kẻ phàm phu chúng ta chỉ cần duy trì được cái tâm đó cũng đặc biệt lắm mà. Duy trì được cái tâm đó đặc biệt lắm. Nên quý vị biết rằng cái người mà để mà tu tịnh độ này mà tu cả đời hiếm tìm ra lắm. Nên trong lòng những đức là muốn tu cả đời pháp môn tịnh độ này, nên ngày nào những đức cũng tán thán danh hiệu A Di Đà Phật. Có những người ta thấy không nổi. Tại vì sao? Vì ta thấy có nhiêu làm hoài. Nhưng mà những đức nói rằng là nếu như quý vị chân thật làm một nhiêu thôi thì nó sẽ thành công rất lớn trong cái cuộc đời này. Bất cứ việc gì quý vị làm đều thành công hết. Mà càng về sau càng có hương vị. Nhớ nghe, càng về sau càng có hương vị. Mấy ngày nay ho kinh khủng luôn, ho đau ngực luôn, không dễ lắm. Nhưng mà quý vị thấy rằng là cái lòng tin nó rất là quan trọng. Quý vị thấy mỗi lần những đức bệnh, những đức có một lòng tin rất là cao, nghĩ rằng là mình cứ lên, mình cứ bình thường, không có gì cả. Ví dụ như bệnh nó ho sặc vậy nghe, nhưng mà bước qua nói chuyện nó không ho, hoặc lâu lâu nó ho một tiếng. Rồi mình nói rằng là dù mình nói chuyện mình có ho đi chăng nữa, người ta cũng tin. Tại vì sao? Vì trong lòng của người ta thấy như vậy nó mới đặc biệt. Thí dụ như cái người tu hành của mình sống trong cái cuộc đời này, tu không tu gì ai cũng đi vào cái quy luật là sanh già bệnh chết. Cái quy luật này ai cũng phải chịu. Nhưng khi mình gặp phải cái người tu của mình, nó đặc biệt cái người không tu là ngay chỗ này. Cái người không tu khi người ta bệnh đau, người ta rất là sợ chết. Người ta sợ bệnh này bệnh kia, người ta sợ lây cái này lây cái nọ, đúng không? Mà cái người tu mình tin sâu nhân quả, mình không có sợ. Cái người không tu họ rất là sợ. Cái người có tu họ không có sợ. Duy trì được cái tâm là không sợ. Nên mình vẫn sống rất là bình thường. Dù là bệnh đau nhưng mà trạng thái tâm thì vẫn bình thường. Duy trì được cái trạng thái tâm bình thường vô cùng. Cái này là cái quan trọng nè. Cái này là cái quan trọng. Nên mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Một là không sợ chết. Tiêu chuẩn của Ấn Độ nói không sợ chết. Điều thứ hai là duy trì được câu Phật hiệu niệm tới cùng. Thấy không? Rồi chúng ta gầy dựng tính nguyện cực kỳ cao đối với pháp môn tịnh độ. Nhưng cái đầu tiên là không sợ chết. Cái người mà sợ chết là hoàn toàn mất hết tinh tâm tính nguyện. Khi mình sợ chết là mình sẽ cầu cái mình sống. Mà cái thân này làm sao cầu sống? Ai mà không bỏ thân làm sao cầu sống? Đến lúc nó chết là nó phải chết. Chúng ta phải tin 100% là mỗi người chúng ta ngồi ở đây là mỗi khi đến lúc nó bệnh là nó bệnh. Còn đến lúc chừng nào nó chết là nó chết. Chúng ta cũng không cần quan tâm là chừng nào mày chết. Nghĩa là có những người ngoài đời hỏi coi tôi sống có thọ không? Hỏi thầy bói á. Coi tôi sống có thọ không? Trong đây cũng có những người chắc cũng từng đi hỏi. Coi chỉ tay đồ coi sống có thọ không? Sống lâu không? Đúng không? Sống lâu không bằng sống ngày hôm nay vui. Sống lâu mà sống khổ không bằng sống mỗi ngày vui. Chừng nào đến lúc chết thì đi về cực lạc. Sống mà mỗi ngày vui nó mới là đặc biệt. Nhớ các quý vị. Vui mà mình có một phương hướng đi về, chứ không phải là vui mà mình mù mờ. Vui mà mình có một phương hướng đi về, có nghĩa là mục tiêu của mình chọn ra là nó có mục tiêu rất rõ ràng. Tu là có mục tiêu, con đường có mục tiêu, nó chỉ là một tiêu.
Như vậy thì cái sự thành công rất là cao. Thí dụ như giờ quý vị dương cái cung lên, quý vị nhắm mục tiêu, quý vị bắn một chỗ nào đó, nếu quý vị nhắm được mục tiêu thì cái khả năng thành công trúng mục tiêu cao hơn. Còn nếu như quý vị dương cung lên mà quý vị gà bốn mục tiêu, vậy thì cái sự bắn trúng rất là khó. Tại vì nó phân tán tư tưởng quý vị nhắm được mục tiêu. Tại vì một lúc quý vị nhắm bốn điểm sao được, hiểu không? Bây giờ quý vị về đây đông, về những đức chỉ quý vị nó không có mục tiêu gì, dù có nghe hay cỡ nào nhưng mà khi đi về nhà cũng chịu thua. Thí dụ như bây giờ quý vị đi về đây, những đức chỉ quý vị nào là tụng kinh này, nào là trì chú này, nào là tụng kinh này, rồi nào là tu gì, dù quý vị có nghe hoài đi chăng nữa mà quý vị về nhà quý vị cũng không áp dụng được luôn. Vì sao mà áp dụng được? Đây là cái kinh nghiệm những đức đã từng thấy rõ ràng. Một người mà hướng dẫn rất đông người luôn nhưng mà người ta về người ta tu không được, là vì sao? Vì họ chỉ rất là nhiều môn, nó không rõ ràng mục tiêu. Nên bây giờ chúng ta phải lập ra mục tiêu cho nó rõ ràng, để mà bản thân mình ở nhà mình có thể có một phương pháp mình tu cho nó rõ ràng, vậy thì mới được. Bây giờ chùa chúng ta đưa lên một phương pháp là niệm một câu Phật hiệu. Bây giờ quý vị niệm địa chung và lễ Phật, đó là một phương pháp tu. Chùa chúng ta cũng là niệm địa chung và lễ Phật là mục tiêu luôn. Xong hồi hướng nghĩ, vậy thì mục tiêu như vậy, còn hộ niệm là đúng một điều hộ niệm, là những đức niệm câu, quý vị niệm câu cứ như vậy mà hộ niệm. Rồi chúng ta chọn mục tiêu như vậy, không cần thay đổi, cứ duy trì hoài như vậy, lâu ngày quý vị sẽ thấy cái lợi ích cực kỳ lớn khi chọn mục tiêu. Nhớ nha, đừng có thay đổi. Mỗi lần chúng ta thay đổi là chúng ta có sự chấn động tâm ghê lắm, thấy không? Đừng có thay đổi. Nó đã chọn được mục tiêu rồi, dễ nhất để mà mình dạy người ta dễ nhất. Nhớ nha quý vị, dễ nhất để dạy người ta dễ nhất. Mỗi một con người chúng ta bây giờ á, quý vị biết rằng chỉ người ta cái gì dễ thì người ta còn có thể tu được, nhưng chỉ người ta khó bản thân mình tu còn không được thì nó chỉ kêu người ta tu. Nó hôm qua chùa mình xuất hiện một kỳ tích. Đây là người thật việc thật 100% luôn, mà từ xưa tới giờ ít bao giờ thấy luôn, xuất hiện trong chùa mình một người cư sĩ bình thường thôi, cư sĩ rất bình thường, khổ, nghèo, bệnh, nghĩa là ôm những cái khổ của bản thân của cuộc đời này, là người này hơi bị nặng căn, thiểu đường, nó ăn mấy cái chân thủng chỗ này lủng chỗ kia, ăn ngón này ngón nọ, nó quất te tu. Đi đến đây chủ nhật cộng tu cũng gần cái sớm Phật tử đến đây tu, đi theo đến đây tu cộng tu chủ nhật, về cũng biết niệm Phật, có mấy nghe pháp nghe không, nhưng không có chồng. Hình như là cũng rắc rối cái chuyện gì mà tóm tắt là như không có chồng đi, không có con luôn đi, thì gia đình rất là khó khăn. Thì cách đây mấy ngày, đâu 8 giờ tối, tự nhiên có mấy Phật tử đưa đến. Đưa đến xong những đứa từ chối chứ không nhập. Những đứa cũng không biết ai mà nói rằng là yếu lắm, mà gần mắt, cho nó không có nhận gì được đâu. Chùa bây giờ mà đông quá, mà bây giờ nhận tứ tung lang tan cái này sao lo sể đây. Thôi các cô cứ đưa về hộ niệm đi nghe, không có lập thành cái việc như vậy được đâu. Xong rồi thôi, nghĩ là họ đưa gì à? Không ngờ họ để cô này đó, cô này cũng phát tâm có ở đó luôn, ngay cổng chùa, từ 8 giờ cho tới 5 giờ sáng nằm nó niệm Phật luôn. 5 giờ sáng thầy Nhân Ăn mở cửa ra thấy bà, đưa bà vô thì cũng còn khỏe. Sáng ăn cơm xong, những đứa qua những đứa la cho con chập còn tỉnh ngon lành, những đứa nói sắp sửa đi về đi, không có nhận gì đâu, quyết định không nhận là không nhận. Rồi xong bữa sau lại nữa, những đức nói với những ăn sáng nay kêu taxi đưa bà về đi, nghĩa là riêng bà này không biết sao tự nhiên những đức không muốn nhận, lạ như vậy, không muốn nhận luôn. Rồi xong sáng lại cái tự nhiên yếu xìu gần chết, những đức xuống, những đức nói ủa làm nư hả? Làm bộ hả? Cái bà nói làm bộ đâu mà làm bộ, gần chết rồi.
Xong rồi thấy mọi yếu thiệt. Nhưng Đức kêu ban hộ niệm, sắp xếp hộ niệm cho bản luôn đi. Thì hộ niệm lúc sắp xếp ban hộ niệm là 12 giờ trưa. Thì 11 giờ bữa sau bà đi. Bà đi xong rồi hộ niệm tiếp tục hai mấy tiếng. Thì nghe nói lúc 7 giờ là trong miệng của bà giống như mọc ra một cái đó sen nhỏ nhỏ. Từ 7 giờ tới 9 giờ nó bự bị lớn. Nó bự bị lớn rõ ràng 100% luôn. Nếu như mà cái người mà không tin tịnh độ thì giống như ta nói mình chắc là mình ghét thì sao. Mà sự thật là 100%. Ai mà đi làm cái chuyện chi cho nó mệt. Khuyên thì phiên ta niệm Phật chứ ai làm cái chuyện đó làm chi, đúng không? Thì quý vị biết rằng là xác thực 100% luôn. Cái việc hy hữu lạ thường. Một con người bệnh đau mà te tu hết trơn, có nghĩa là không còn đường thoát luôn rồi. Là nhiều Phật tử nói rằng là bà chỉ mong mỏi là vì chùa mình mới lo cho bà được thôi. Nhà bà là không ai mà đứng ra lo cho bà được. Khổ, nghèo, không ai đứng ra đâu. Bà nói chỉ có ông thầy Đức, ông lo cho mình được thôi. Thì bà quýu tới cùng luôn. Nhưng mà cái thành công của bà là từ 8 giờ tối cho tới 5 giờ sáng bà thành công. Nghĩa là bà kiên nhẫn bà tới giờ đó. Mà nếu như bữa sau mà bảo khỏe là những đứa cũng giết bà luôn. Ghê không? Nghĩa là thị hiện đến kinh khủng không quý vị? Những đứa kêu taxi để đưa bà về mà tự nhiên xuống là bà yếu luôn vậy đó. Thấy không? Quý vị thấy niệm Phật sắp xếp chưa? Đó, nếu như bảo khỏe là những đứa cho về thiệt á chứ không có giỡn đâu. Đây là nói thật á. Nên từ nơi đó quý vị thấy rõ ràng chưa? Khi hộ niệm xong hết trơn, quý vị biết rằng cái chuyện đúng là từ xưa giờ chưa từng thấy. Lạ vô cùng, đúng là pháp môn tịnh độ này là pháp mà gọi là mà vô thượng, rất cao siêu, quyền diệu, không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn nổi à. Quý vị biết rằng hộ niệm xong rồi chứ, quý vị biết rằng là hình mà quay chụp sát lại đó quý vị. Trong miệng bà giống như nó đóng băng lại hết luôn quý vị. Người ta mà hai mấy tiếng, có khi bình thường bệnh như vậy là có khi trong người nó chảy nước ra, hiểu không? Chảy ra. Còn cái này trong miệng hoàn toàn răng và nước miếng nó đóng băng cứng lên hết luôn. Rồi tự nhiên ở trong miệng bà nó ra một cái đó sen ra bên ngoài khoảng bao nhiêu. Ghê không? Kinh khủng không? Nghĩa là chụp để rõ ràng với việc gì, bị coi rõ ràng luôn. Nhưng Đức thấy nó quá vi diệu rồi. Nó nói một đoạn pháp ngắn hồi trưa. Hôm qua đâu 12 giờ, như Đức ngồi nói đâu 15 phút. Xong lấy con đoạn đắp vô để cho người ta coi, người ta tính thầm thêm. Bỏ lên cái bữa nay cả chục ngàn người ta coi. Mà cái nhất là cái hình của bả là người ta coi là tính ra mười mấy ngàn người, chia sẻ quá trời luôn. Chắc là cái này người ta coi sẽ đông dữ lắm. Tại vì cái việc này nó quá lạ rồi. Chưa từng thấy. Nó thiệt, những Đức cũng chưa từng thấy luôn. Những Đức cũng đọc lịch sử, những Đức cũng nghe nói. Mà bây giờ là sự thật là có. Thì Đại sư U Đàm ngày nói một câu rằng người niệm Phật là hoa sen trắng trong loài người. Rõ ràng luôn, trong miệng bà mọc ra một đóa sen rất là trắng tươi luôn. Quý vị về coi đi. Bấm lên cái trang của mình Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ để quý vị thấy cái đoạn những đức ngồi mà có cái cô mà mắt đó, rồi trong miệng có một cái đóa sen mọc ra đó. Xác thực 100% luôn. Quý vị thấy không? Mà tịnh độ như vậy mà mình không tin thì mình còn nghĩ cái gì nữa. Bây giờ đúng là thị hiện đến nha. Thị hiện đến để mà biểu pháp một câu ai Phật niệm đến cùng cho quý vị thấy rõ ràng luôn đó. Đúng không? Bây giờ quý vị coi có ai mà chia sẻ có một tịnh độ mà một câu Phật hiệu nói hoài không? Quý vị chắc chưa từng thấy đâu. Những Đức nói người ta chỉ có thể giảng kinh. Người ta có thể giảng lời tổ sư, có thể giảng kinh. Chứ nói rằng một câu Phật hiệu mà tán thán hoài là khó. Nó trùng lập suốt, người ta cứ nghĩ nó trùng lập sao mà nói. Nói hoài nó trùng lập hoài sao nói. Nhưng mà những Đức thấy rõ ràng một câu Phật hiệu này càng nói càng thích. Càng nói càng hứng. Nên tất cả người mà ngồi đây hay khắp nơi nơi mà coi công đoạn này nhớ nghe. Cái pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà Phật đã chỉ điểm rồi. Cái pháp môn này là cái pháp môn mà cứu khổ chúng sanh trong thời mạt pháp. Cứu tất cả chúng sanh khổ đau trong thời mạt pháp. Quý vị coi cái thời mạt pháp này phải khổ không? Khổ cung cực không? Quý vị coi giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ.
cái hoàn cảnh nào ở trong cái cuộc đời này cũng khổ. Vì sao? Vì chúng ta sống trong một cái bầu không khí ô nhiễm nặng. Mỗi người chúng ta đều hít không khí ô nhiễm nặng, mà từ lòng người cho tới hoàn cảnh bên ngoài đều nhiễm ô sạch sẽ hết rồi, nhiễm đến mức không thể tưởng tượng được rồi. Bây giờ Phật pháp cũng vậy, nó biến chất hoàn toàn. Bây giờ quý vị tìm đâu? Khỏi cần đi tìm. Những đức học Phật tuy là không đi đâu nhiều, nhưng những đức biết rằng bây giờ đừng có đi tìm nữa. Tìm không có ra đâu. Những đức nói những đức có ở chùa thì những đức sẽ hành đạo ở chùa. Những đức mà không có ở chùa thì những đức kiếm chỗ nào những đức ở, chứ không có đi tìm chùa nào hết trơn á. Duyên đưa đâu là ở đó, tuyệt đối không tìm chùa. Tại vì không biết tìm ngôi chùa nào luôn. Cũng là chùa nói tịnh độ, nhưng quý vị bước vô bị coi tịnh độ tu không được. Tịnh độ không có phương pháp, tùm lum, tu không được. Không đưa một hướng chuẩn cho mình sao tu đây. Giải thích nói này nói kia, vậy tu, nói vậy sao tu chả. Nên quý vị biết rằng, nên chúng ta ở đây là đang đi sâu vào tịnh độ thuần khiết nè. Còn một câu ai vật niệm đến cùng này, nên Bồ Tát đến thị hiện để cho quý vị tin đó. Phải là cái chuyện này hy hữu lạ thường không? Bồ Tát còn bị gầy la mấy chập, bị đuổi về, thấy không? Đó, mà từ xưa tới giờ ít bao giờ mà những đức như vậy, mà riêng cái cô này, những đức rất là lạ kỳ, những đức có một cái sự không thích. Xong những đức còn vô, những đức nói tôi nhìn bà tôi ghét bà lắm. Nói như vậy luôn á. Tại nghĩ bà còn khỏe, mình cứ gầy bà gì mà chắc gầy bà tiêu nghiệp như sao. Rồi có mấy buổi giảng như đứa cũng nói đó, nó bởi vì cái người ở ngoài vô là te tua tả tơ. Mà một hai ngày đầu nghe, khi mà bà gần mắt nghe quý vị, thì bà thị hiện rằng là bà đau đớn quý vị. Thị hiện mà giống như cái lưỡi bà như con rắn như lè, hỏi ra là ngày xưa bà bán cá mà kia bà gánh cá đó. Rồi cá nó còn sống mà nó ngộp nước đó quý vị, rồi nó ngộp nó chết đó. Mà thường gánh cứ như vậy mà bây giờ gần chết nó cứ lè lưỡi, giống như con cá ngớp gần chết. Ghê không? Nhưng mà khi bà gần chết bà trở lại trạng thái tự nhiên lại, bà giống như là bà tỉnh táo, bà nghe được danh hiệu Phật, bà niệm Phật. Rồi bà đi ngon lành vậy đó. Có nghĩa là rất là rõ ràng luôn, có nghĩa là cái pháp môn tịnh độ này đừng có nói là cao xa gì, hay cái người tu nhiều chục năm gì, cái quan trọng là tin hay không tin nè. Cái quan trọng là quý vị khi tu tịnh độ này bị tin hay không nè, tin cao hay không nè. Chứ tu 30-40 năm, 50-70 năm mà tu tàn lan đại hải, nó không tin thì cũng bằng không à. Nó tin làm sao mà nó tin tới cùng luôn. Tin câu vật hiệu này mà tin tới cùng luôn. Nên có những câu bình luận ta nói: trời ơi con coi rồi, mấy chuyện bà cụ chùa Hộ Pháp là con coi rồi. Xong con nói khỏi cần suy nghĩ nữa, chỉ cần tin tấn niệm Phật là được rồi, khỏi cần suy nghĩ. Từ bà cụ Sáu, từ là bà cụ Thông, rồi từ là bà cô này, rồi nhiều bà cụ trong chùa mình mắc, là quý vị biết rằng đối với pháp môn tịnh độ này đúng là một cái pháp đại thù thắng, không nói gì nữa chứ. Thì ra rõ ràng chúng sanh bây giờ họ khổ đau cùng cực, mà người khổ đến mức mà không còn đường, phải bị vạch cho họ một con đường là họ đi liền á. Còn cái người mà nhiều con đường họ phân ra nghe quý vị, họ nhiều con đường quá nên bữa nay họ muốn đường này ngày mai hơn, họ muốn đường kia đường nọ nên họ không thành công. Còn người ta khổ đến mức mà không còn lối thoát, bây giờ quý vị chỉ cần giúp người ta thôi, người ta nghe lời liền. Bây giờ nói thế giới cực lạc như vậy, chỉ còn có một cơ hội là niệm Phật đi về thế giới cực lạc thôi. Nên hoàn toàn toàn tâm toàn ý tin, dù nghiệp nặng cỡ nào mà tin mà niệm thì Phật trước. Rõ ràng không? Nó cái pháp môn tịnh độ này đi vào là như vậy đó. Cứ đơn giản nhất và niệm Phật và tin tới cùng là thành công. Cái quan trọng là tin tới cùng. Đó, dám không? Nên bây giờ nghe ai nói này nói kia nói nọ, thôi ăn nói vòng vòng. Giờ niệm Phật lễ Phật được, tu được, thành tu gì chỉ cần chắc thật làm là được rồi. Miễn sao mà trong cái lúc tu đó an lạc là được rồi, nhẹ nhàng thoải mái. Mà tu mà còn có thời gian làm việc, rảnh thì bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai cái tay làm hết trơn thì cái máy này bật lên liền, đeo ngay cổ bật lên liền ha. Lúc nào bên cạnh cũng nghe câu vật hiệu. Câu vật hiệu cái niệm tới cùng dùng cái máy này. Đây là những cái trang bị cho chúng ta đi về thế giới cực lạc đặc biệt. Tuy nó đơn giản rẻ mà có hiệu quả cao. Trang bị rẻ mà lại có hiệu quả cao. Nếu quý vị coi đưa lên cái số lượng rồi cứ bấm, bấm câu vật hiệu cho tới cùng đi, rồi quý vị thấy cái lợi ích. Rồi xong chiếc máy đeo cổ này cứ bật suốt. Hai cái có hai cái này hết pin, đeo cái kia, đeo suốt, đeo hoài, đeo mãi, ngủ cũng đeo,
ôm máy đi Phật ngủ luôn. Đi đâu cũng đeo luôn, nhà vệ sinh, nhà gì gì cũng đeo. Bật lên suốt tối ngày luôn. Bây giờ con muốn âm hưởng ngay câu Phật hiệu cho tới cùng luôn nè, thử coi sao. Con đâu có tâm không cung kính gì đâu. Tâm con chỉ cần mà buông câu Phật hiệu ra cái là nghĩ ác liền là thôi. Con bây giờ con thật sự là con có cái tâm muốn niệm Phật cầu sanh Cực Lạc. Nó con có cái gì mà bắt kính hết chứ, con đeo suốt luôn á. Con muốn nghe câu Phật hiệu để duyên với danh hiệu A Di Đà Phật tới cùng. Hiểu không? Có nghĩa là duyên với danh hiệu A Di Đà Phật cho tới cùng thì thành công. Cả đời như vậy, cứ tu như vậy đi, rồi quý vị coi cái nghiệp chướng gì rồi nó cũng chuyển hóa chứ. Nhớ, nghiệp chướng gì rồi cũng chuyển hóa. Chỉ cần tin ngay câu Phật hiệu, nghiệp chướng gì cũng chuyển hóa chứ, 100%. Rồi cái sự an lạc nó đều phát ra được hết luôn. Trời ơi quý vị, vậy vì coi đi, coi 100 lần cũng được nữa cái công đoạn của cái câu đó đó. Nó rồi nhìn rồi thấy. Thấy gì đâu mà nó vi diệu quá mà. Không thể nghĩ bàn thiệt quý vị ơi, đúng là một cái pháp tu thù thắng. Vậy mà bao nhiêu con người người ta không tin. Quý vị coi á, người xuất gia, bao nhiêu con người xuất gia mà mấy người xuất gia mà dám tin cái pháp môn Tịnh Độ này không? Họ có được một chút sở học là họ đi bài xích pháp môn Tịnh Độ này liền. Họ cho cái pháp môn Tịnh Độ này là cái pháp giống như cái người ta lập lên vậy đó, chứ không phải là pháp của Phật. Mà trong kinh A Di Đà Quán vô lượng thọ rõ ràng. Vậy mà họ vẫn nói rằng là người đời sau này tự phiên dịch ra. Đã là không có thiện căn, không tin rồi thì tự nhiên nó dùng mọi cách để bài xích. Còn mình mà tin rồi thì mình vạch ra cái gì cũng là có Tịnh Độ thù thắng. Ô bà đó cho qua sen niệm Phật mọc qua sen từ miệng ra. Mình thì mình tin, mình đều nói cái điều tin không à. Nhưng mà cái người không tin nó nói chờ 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 bài trò đó. Kiếm cái bông gì bỏ vào đó. À, nó lạ thay là khi nó không tin rồi là nó tìm mọi cách đi bài xích. Còn khi mà tin rồi thì tự nhiên cái gì cũng mong nó là được tốt. Tịnh độ là có, là cái hệ của mình nó là có. Hiểu không? Đó, cái thiện căn nó là như vậy. Còn nó thiếu thiện căn là nó đều làm sao là không có. Trong khi pháp môn Tịnh Độ nói là đặc biệt như vậy, an lạc như vậy, quốc độ Cực Lạc vui như vậy, không có tiếng khổ đau. Vậy mà tại sao mình không tin nó có để cái tâm mình nó an lạc, mà là tin không có. Tin không có rồi tu cái gì? À, tin không có không biết tu cái gì luôn nữa. Bây giờ quý vị coi, bây giờ cái người ta niệm Phật, mỗi ngày người ta niệm Phật là thấy nó đặc biệt rồi. Bây giờ quý vị nghĩ đi, một con người hung dữ cỡ nào đi chăng mà tự nhiên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái người này là hiền nó mới niệm A Di Đà Phật á. Thì trước nhất là nó lợi ích vô cùng, là con người này nó ác, nhưng mà giờ nó chịu niệm A Di Đà Phật. Vậy mà nói A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật chi? Quý vị coi, bây giờ người ta chỉ cần niệm A Di Đà Phật, cái người ác nhất nó cũng tốt rồi. Thì bây giờ trước nhất là mình thấy nó lợi ích rõ ràng thì cứ niệm A Di Đà Phật đi. Hiểu không? Còn cái chuyện xa vời gì, cái chuyện mà Phật rước mình á, thì cái chân thật niệm Phật đi, còn cái chuyện Phật rước là chuyện của Phật làm. Được chưa? Nói giờ bây giờ quý vị coi, bây giờ một cái người như Nhuận Đức này, Nhuận Đức cứ thường nói hoài ngoài đời là không ra trò gì nè. Vậy mà nó chỉ có niệm A Di Đà Phật mà quý vị ngồi nghe. Phải không? Nó rõ ràng luôn. Ngồi nghe. Vậy thì quý vị nói, bây giờ quý vị đặt câu hỏi, quý vị biết tính mà, cộng trừ nhân chia phân tách kỹ ra. Ủa sao ngộ hả? Cái thằng này ngày xưa nếu như mà nó không niệm Phật đố mà ai mà nghe nó luôn. Vậy mà sao nó niệm Phật, nó nói chuyện quá trời luôn mà ta nghe. Vậy tại sao mình không tin có ai với Đà Phật là thù thắng? Phải chi mà những đứa còn đi học trường này trường kia trường nọ, vì nói không đúng rồi, ngày xưa là nó không có học nên nó mới không biết nói. Nhưng mà nhờ đi tu ông thầy cho đi học mười mấy năm nay nên nó mới nói được gì. Bởi vì đi tu là phải học. Bởi vì những đức cũng thể hiện rõ ràng. Thể hiện cái gì? Thể hiện cái là chưa từng bước đến trường Phật học. Nhờ như vậy mà cũng dễ nói chuyện. À, rõ ràng không? Cái này là xác thực 100%. Chùa mình là hòa thượng, mình là trưởng ban trị sự mà. Ngày mở trường Phật học mà thật sự như đức chưa từng bước đến một chút nữa. Nên dễ nói chuyện vô cùng. À, mà nhiều người học cũng không làm được luôn nữa. Cái này là nói thật chứ cũng đừng buồn. Sự thật là nó là sự thật thôi, buồn gì. Đúng không? Nhưng mà nói sự thật thì nó cũng chạm từ ái. Ái thì ái thôi chứ làm sao. Cái quan trọng là chúng ta nè. Cái quan trọng là chúng ta có siêng năng niệm Phật hay không nè. Còn nói là phải chân thật nói thật. Thấy không?
thì quý vị thấy rõ ràng như những đức hướng dẫn là nhiệt tình là đúng rồi đó. Cái gì chứ cái nhiệt tình là những đức nhiệt tình thiệt, môi tim môi ốc ra chơi thiệt á, đúng không? Người ta thì không dám đâu, cởi cái áo còn dám chứ chữ lên cái. Còn những đức là chơi từ trong tim chơi ra, đúng không? Thiệt mà. Nên có khi mà những đức nói hoài thì cũng là như vậy. Những đức gặp có những phái đoàn Hà Nội bữa đó, nguyên phái đoàn 40 người ở ngoài Hà Nội mới vô nói chuyện, những đức nói chuyện với quý vị nửa tiếng thì cũng như 14 năm đi tu. Nửa tiếng đồng hồ thì 14 năm đi tu, những đức nói hết trơn rồi. Còn nói chuyện với quý vị mấy ngàn buổi thì cũng như 14 năm. Nó cũng là như vậy à. Nói chuyện nửa tiếng thì cũng là 14 năm. Có nghĩa là những đức thời gian nói chuyện với người ta nửa tiếng đồng hồ thì những đức cũng lôi từ khi những đức đi tu và cho tới bây giờ ra 14 năm chờ là cho người ta nghe chờ. Nghĩa là móc sạch ra luôn, không còn chút gì hết trơn á. Nghĩa là chỉ bao nhiêu là đủ rồi đó. Còn nói hoài để gầy dựng thôi. Nó cũng là như vậy. Cũng là chỉ để làm gì? Tán thán danh hiệu Ai Cho Đạo Phật. Mà tán thán hoài nó có lợi ích những người thiếu thiện căn để bồi thiện căn. Những người có thiện căn càng dày. Quý vị biết cái pháp môn tịnh độ này là đi từ cái người có thiện căn dày mà tu cả đời mà không thay đổi. Còn nếu thiếu thiện căn là nó lạc liền. Nó lạc liền. Hoặc là bây giờ quý vị biết Phật Pháp nó không có mù mờ. Phật Pháp nó rất là xác thực trong cái cuộc đời chúng ta, nó không có mù mờ đâu. 100% luôn, Đức Phật còn tại thế cũng vậy nữa. Đức Phật là một vị đại thần thông mà Ngài không muốn dùng thần thông luôn á. Tại vì Đức Phật muốn là Phật Pháp, Đức Phật phải dạy cho xác thực, dạy lời nói chính thức rõ ràng trong cuộc sống luôn để cho người ta nghe, để mà phàm phu chúng ta ai cũng có thể làm được. Đức Phật không có muốn làm cái chuyện mù mờ. Nên quý vị nghe cái gì mà hương linh nhập hay là cái chuyện gì lại gõ đầu gõ cổ, cái chuyện này chúng ta phi qua một bên đi. Chúng ta đừng có đặt vấn đề chỗ đó. Bây giờ quý vị có tạo nghiệp nặng nề cỡ nào, ma tà gì nhập dựa cỡ nào đó, thì đừng có nói rằng tôi tìm thầy bà gì để trục ra cho khỏi đi quý vị. Nếu quý vị chân thật mà tin pháp môn tịnh độ này, nó mới tặng gốc nè. Nó tặng gốc. Còn quý vị gặp một thầy bà nào chì chú làm này làm kia thì hương linh nó giang ra. Giang ra xong rồi thì nó nhập vào nó còn dữ hơn nữa. Tại vì nó giang ra là nhờ ông thầy này, ông chì chú này kia, ông làm cho nó sợ. Nó sợ rồi thì nó chạy ra. Mà nó chạy ra rồi thì khi mà quý vị về nhà quý vị không tu, không tu thì si phước, phước đã si rồi thì nó nhập vô nó còn kinh khủng hơn ngày xưa nữa. Tại vì sự quán thù nó càng tăng thêm. Nên tất cả những người mà bị ma tà nhập, đừng có đi gặp ai mà để chụp yếm gì chứ nghe. Cứ niệm Phật, tu nhân tích đức, hồi hướng cho người ta. Người ta cảm giác được cái tâm từ bi của mình thì tự nhiên người ta tha thứ. Vì người ta thấy mình làm việc lợi ích cho người ta. Đây mới là cái dạy chính thức nè, dạy đúng nè. Chứ không phải nói rằng bây giờ bị tạo nghiệp một đống, rồi bây giờ chúng ta nhờ cái gì đó để mà đem cái hương linh đó ra, rồi là xong. Quý vị nói nghiệp chướng mà làm như vậy, vậy thì Đức Phật thuyết pháp 49 năm chi à? Khỏi cần thuyết pháp 49 năm. Ngài đầy đủ thần thông, ngày véo chéo ngày xong. Hiểu không? Nên từ nơi đó tất cả những người học Phật phải đi vào chánh tính, chứ đừng có mê tín. Nó có những người thôi tự nhiên thầy thì gõ đầu giùm con cái thầy. Gõ chi vậy bà? Đó là trời, bà niệm Phật thì bà niệm để đi gõ cái đầu làm gì? Cái tay mới đi nhà vệ sinh chưa rửa. Gõ mệt quá. Gõ cho bà này thì bà kia chào vô gõ nữa. Mệt thấy ghê. Bây giờ quý vị biết rằng dù là một vị Bồ Tát, quý vị ngồi bên cạnh họ thì quý vị cũng phải tu mới làm Bồ Tát. Chứ đâu có Bồ Tát nào mà tự nhiên giúp cho quý vị làm Bồ Tát đâu. Chỉ là chỉ vì phương pháp để làm Bồ Tát thôi. Chứ không có cái chuyện mà tự nhiên đi giúp quý vị đi làm Bồ Tát. Hiểu không? Mà quý vị không tu làm sao làm Bồ Tát. Nên dù là Phật Bồ Tát ở trước mặt mình thì các ngài cũng là chỉ phương pháp tu thôi. Chứ các ngài không có làm những cái chuyện như vậy. Không có làm những chuyện gì mà thấy nó xa vời, thấy nó cao xa, không có cần làm. Làm cái chuyện mà đơn giản nhất nè, áp dụng vào cuộc sống. Những cái gì mà lỡ mình hại người thì thôi đừng có làm. Những cái gì mà có thể lỡ mình lỡ người thì còn có thể làm. Còn những việc mà không có lỡ cho mình mà lỡ cho người ta thì làm được thì quá tốt. Hiểu không? Tổn hại mình cũng không đáng kể thì được. Còn nếu như năng lực của mình hơi yếu mà tổn hại mình đến nỗi mà tan nhà mất mạng thì cái chuyện này có khi mình chịu không nổi, thì nên suy nghĩ lại. Còn nếu mà hiểu rồi cũng chăng thật làm vì tin sâu nhân quả. Hiểu không? Nên việc mà lỡ mình lỡ người là trung đạo, ở thế gian làm được. Còn lỡ mình mà hại người thì đừng có làm.
mình đã học Phật pháp rồi, tin sâu nhân quả. Mắc của cải hay bị giật đồ, hay bị mất tiền, đây là những con người làm việc này nó oan uổng dữ lắm. Còn bản thân chúng ta là người hiểu đạo rồi, đây không có mù mờ đâu, đừng có sợ. Nó không có xui xẻo gì đâu. Thiếu nợ thì phải trả thôi à, chứ không có cái gì mà xui xẻo chứ. Ngày đó, giờ đó là giờ phải trả thì là trả, chứ đừng có nói xui. Có những bà bây giờ đơn giản cho đồ, cho người cái phiếu tượng Phật bữa nay nè, có bộ tam thánh nè, ai mà thỉnh thì suy nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ là chính mình thỉnh, rồi chính bản thân mình đem về thờ, chứ đừng có đi thỉnh giùm. Ai muốn thỉnh thì kêu lại đây ngày Chủ nhật nghe cho đàng hoàng, rồi đem về thờ Phật đàng hoàng, làm bằng thờ để sẵn đi. Cái tâm cung kính đó là tự nhiên ngày Chủ nhật đến là có liền. Tại vì cái tâm cung kính muốn thờ Phật nên làm bằng thờ sẵn luôn, nên ngày Chủ nhật là thỉnh được đem về để bằng thờ liền, đúng không? Còn bây giờ chờ Phật về mới làm bằng thờ là tâm này chưa đủ cung kính, phải làm trước. Giống như chưa mờ người mình quý mến mà đã cắt nhà sẵn để chờ, hiểu chưa? Cái tâm đó nó cảm ứng dữ lắm nha quý vị đó. Nên từ nơi đó bây giờ, ví dụ như bây giờ có 50 phiếu à, bây giờ mình tặng qua rồi, tự nhiên tới cái bà số 51 mình đưa tay ra hết rồi. Gì đâu mà xui thế ghê ngày nay. Tự nhiên tới mình cái không có gì xui xui xẻo gì đâu, kinh khủng luôn. Sao gì đâu mà xui, được 50 người có, tới mình không có nữa. Ai với Đạo Phật, con mừng 50 người kia có, con lần sau không sao đâu thầy. Người như vậy mới là người hiểu. Tự nhiên người ta có được 50 người, tới mình không có, cái tự nhiên mình nói mình xui. Không lẽ 50 người kia hên, cái gì đâu mà hên xui. Lần này không có, lần sau có, hiểu không? Duyên chưa đủ chứ gì xui, hiểu không? Đó, nên mình phải như vậy. Người tu hành đừng có đặt cái vấn đề về hình thức nó cao độ quá. Nó không phải là cái pháp giải thoát đâu. Cái hình thức là cái pháp để dẫn dắt thôi, chứ không phải pháp giải thoát. Hình thức á, nếu mà cao độ quá, nó làm con người ta mất phương hướng tu luôn à. Quý vị coi bây giờ là con người ta làm hình thức nhiều lắm, để nó thu hút tín đồ, thu hút người Phật tử, hiểu không? Nhưng mà do họ làm quá hình thức đến mức mà mất Phật pháp luôn, nên họ đi vào con đường lạc lối, hiểu chưa quý vị? Quý vị phải nhớ là cái pháp hình thức á, nó là một cái pháp dẫn dắt hàng sơ cơ, dẫn dắt hàng sơ cơ. Nên sơ cơ mình dẫn dắt họ đến, rồi mình mới chỉ dạy họ về nhân quả, nhân quả để thâm nhập Phật giáo, hiểu chưa? Phải nhân quả rồi mới thâm nhập được Phật pháp. Cái người mà thông nhân quả thì con người này nhất định sẽ sống tâm bình khí hòa liền. Vì khi mà nó thông nhân quả rồi, bất cứ một cái chuyện tốt, chuyện xấu đến với mình đều tin rằng là mình đã từng gieo nhân tốt thì nó tốt, gieo nhân xấu thì nó xấu. Người ta cũng bằng tuổi mình mà người ta có chồng gặp chồng thương, còn mình thì có chồng gặp thằng chồng lũ đạn. Thì bây giờ mình hiểu nhân quả rồi, mình không có nói rằng chị sao mà chị may mắn cái gì đâu, em cũng đâu có xấu hơn chị đâu mà sao mà chồng của em sao nó thấy ghét, nó xấu mà nó lũ đạn mà hơn cái gì. Còn chồng của chị thì sao mà nó thương chị mất mê, đúng không? Mình đừng có than thân trách phận, tại mình đã gieo cái nhân với cái thằng lũ đạn thì mình gặp cái thằng lũ đạn. Còn mấy ông nó gieo nhân với con vợ lũ đạn thì gặp con vợ lũ đạn. Phật nói là mình trồng dưa ăn dưa, trồng ớt trồng ăn ớt, trồng cà ăn cà, trồng cái gì ăn cái nấy, trồng ho thì ho. Than thở cái gì, đúng không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, đúng không? Nói quý vị mà nghe gì mà mỗi tuần đi quý vị phải là thông tâm không? Tại vì mình muốn trả đại cho nó xong. Nó nên trồng ho thì ho. Nên pháp sư Hải Khánh, sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, cuộc đời của ông niệm Phật là một con người đơn giản bình dị mà nói là khờ đó. Quý vị coi lịch sử của pháp sư Hải Khánh là khờ. Có nghĩa là ở trong chùa tất cả những việc nặng nhọc gì là ông làm hết. Ông làm việc đổ phân và đổ nước tiểu. Pháp sư Hải Khánh là Bồ Tát đó, mà đi làm việc gì đó thì ông đi gánh nước, chó cắn ông,
Người ta bay ra tôi quýnh con chó, ông nói đừng đánh nó, tôi đã từng cắn nó, bây giờ nó cắn là tôi quề quýnh nó, là tôi thiếu nợ lại nó, thôi 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 được rồi. Ông đang đi ngoài đường, người ta chạy xe đạp, ta đụng cái rầm văng vô bờ lề, người ta thấy bất bình, người ta tức quá, người ta định lợi, người ta binh ông. Ông nói không, nghiệp quả của tôi đã tạo, đừng có đánh nó, tôi còn đỡ nó lên nữa, còn hỏi nó có chuyện gì không, tôi còn đến tôi hỏi coi xe có chạy không, nó đụng tôi mà tôi còn hỏi xe của nó có chạy không nữa đó, chứ đừng nói chi mà đánh nó, tại vì nghiệp chướng của tôi đã tạo, bây giờ tôi trả, chị thấy chưa? Cái tâm đó đó, nên cuối cùng ra đi là sao? Biết ngày giờ, để là cái gì? Toàn thân xá lợi. Lúc bình thường thì nhiều người xem thường, khi Bồ Tát đi rồi để là toàn thân xá lợi, thờ chứ bằng thờ thì người ta đi lại. Nên thường là gặp Bồ Tát thì tự nhiên phàm phu chúng ta không kính trọng, nhưng mà đi rồi thì mới kính, mới trọng. À, đi rồi mới kính mới trọng, lạ ghê á. Thì thấy không, nói nè bây giờ Pháp Sư Hải Khánh, Hòa Thượng Hải Hiền toàn là những bậc Bồ Tát thứ dữ không đó, chứ không phải dân tầm thường đâu cho vị biết đó. Nhưng mà lúc còn sống thì rất bình thường, đi phục vụ chúng sanh là một con người bình thường, hình như là không ai để ý đến luôn á, không ai để ý đến luôn đó quý vị. Cũng như Bồ Tát hoa sen mọc từ miệng ra, bị chữ, bị la, bị gầy, khi đi rồi thì mới Bồ Tát chứ. Xin sớm hỏi Bồ Tát, nghe con chữ Bồ Tát, trời ơi Bồ Tát đừng có buồn con. Thấy không, ta thấy chưa, Bồ Tát bị la, bị gầy, bị mắng, bị bắt ở ngoài săn từ 8 giờ cho đến 5 giờ sáng, chưa từng thấy, đúng không? Chưa từng thấy, từ xưa giờ đi tu chưa từng thấy một con người nào mà như vậy xuất hiện ở trong chùa mình, thấy ghê chưa? Nên chùa mình Bồ Tát lăn lượt mà đến, có giỡn đâu. Mà Bồ Tát đi về chùa mình không có Bồ Tát nào mà cao xa hết trơn. Vì Bồ Tát cao xa hơn những đức làm sao? Hơn những đức sao ở đây với những đức, nghe không? Bồ Tát mà đi về đây là Bồ Tát bệnh hoạn, Bồ Tát si cù que, Bồ Tát không biết chữ, Bồ Tát nhìn lạ lạ không à. Phải thấp hơn những đức thì mới ở đây. Còn hơn những đức là không được ở. Hơn tôi rồi vậy tôi còn quản chúng này làm gì nữa, hiểu không? Nên tất cả những người mà đi về đây tu là người biết cỡ nào đi chăng nữa, mà gặp những đức là không có biết thì mới ở được ở đây. Còn nếu biết hơn những đức là không có ai ở đây được hết trơn, hiểu không? Nên là cái cảnh giới nhân duyên người ta là đang ở đây là con người như vậy đó. Con người như vậy đang hành đạo ở đây đó. Thì đi đến đây nếu mà là Bồ Tát thứ thật á, thì biết cỡ nào cũng trở thành là vô tri hết trơn á. Còn nếu như quý vị mà sanh trí ở đây là quý vị không phù hợp rồi. Ở đây chỉ có một người thôi, chứ không có hai người được. Nên mong quý vị là nghe được pháp môn tịnh độ này và những lời chia sẻ để áp dụng trong cuộc sống, để quý vị sống trong hoàn cảnh nào cũng đừng có buồn, dù có buồn đi chăng nữa cũng cố gắng điều chỉnh lại để mà sống cho thật là tốt. Vì cuộc đời con người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi thôi, nên sống cho có ý nghĩa, sống cho tốt, để cuối cuộc đời chúng ta có một phương hướng đi về, đó là về thế giới cực lạc để gặp nhau nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần chủ nhật chùa chúng ta là từ quý thầy, quý sư cô, quý đệ tử khắp nơi nên chúng ta về đây cầu tu ngày chủ nhật rất là đông. Từng ngay chỗ 2 tây tháng 9, những đức cũng tổ chức cái khóa tu như chủ nhật gì nè quý vị. 2 tây tháng 9 ngày thứ 6 chúng ta tổ chức khóa tu ngay ngày chủ nhật ngày đó, cũng như ngày cầu an cầu siêu đi. Chúng ta tổ chức nguyên ngày, những đức sẽ chia sẻ Phật pháp buổi sáng này, xong tu thêm buổi chiều nữa, cũng thiết thực 2 buổi phóng sanh, 2 buổi luôn. Chúng ta quý vị sắp xếp được đi đến ngay ngày 2 tây tháng 9 ngày thứ 6 nha, rồi xong rồi tới chủ nhật cộng tu bình thường. Còn ở lại được thì chúng ta ở lại tu ngày thứ 7 rồi chủ nhật đồ luôn.
có dịp lễ rồi mình nghỉ mình đến chùa mình tu, đến ngôi Tam Bảo để mình tu phước tu duyên rất là đặc biệt. Thêm nữa mình cầu an cho bản thân mình và người thân mình, và mình cầu an luôn cho tất cả chúng sanh và cầu siêu được cho tất cả mọi người luôn. Nên nương vào cái đạo tràng tu này nên mới cầu an cầu siêu được thù thắng, là người nào cũng niệm Phật và được nghe Pháp cởi mở tâm tư và được cúng thí thực rồi phóng sanh. Chúng ta nguyện đem công đức tu tập này nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho tất cả hàng Phật tử và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc, điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người mắc mà chưa được siêu thoát đều được thừa hưởng những công đức này. Điều phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát A Ha Tát. Như đặng Phật tử chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết vật từ công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tử giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kiện thi nhờ cung, phương nhất thiết hộ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kiện thi nhờ cung, nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mộc lục lăng ta bà ha, án mộc lục lăng ta bà ha, bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà ba việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, côi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương cực lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Chùa mình từng nào chúng ta cũng làm lễ phóng sanh cũng nhiều. Những đức thấy có nhiều cháu nhỏ về chùa, nhiều cha mẹ nói
các cháu nó thay đổi tính tình từ từ tốt. Nhờ nghe pháp rồi niệm Phật, rồi mỗi tuần lễ mình cũng đều phóng sanh cúng lý thực gì nè. Thí dụ như mỗi con người chúng ta, đại lão hòa thượng Tịnh Không khi còn thể thế ngài nói, quan gia trái chủ đi theo mình cả đoạn đường, nên mình đi đến đây tu người ta cũng tu, mình niệm Phật người ta cũng niệm Phật, mình nghe pháp quan hỷ người ta cũng nghe pháp quan hỷ. Vậy thì khi mình cúng lý thực cho người ta thì người ta cũng vui mừng, người ta cảm ơn mình. Từ nơi đó mà thêm cái công đức phóng sanh là trưởng dưỡng lòng từ, nên các cháu còn nhỏ mà nó vậy thì nó không có cái tâm sát sanh. Từ con ruồi, con muỗi, con kiến nó cũng không giết thì nó hiền. Khi con nít mà nó hiền rồi thì tự nhiên như cái tâm nó mà nó đến đây nó đòi nợ cha mẹ. Nhờ nó nghe pháp, nó tu hành, từ từ nó chuyển cái tâm đó nó thành báo ơn cho cha mẹ. Nên mấy đứa nít mà eo ọt khó nuôi, mỗi tuần chủ nhật đi đến đây tu gì nè, vậy mà từ từ giết rồi tiêu cái nghiệp, cái tự nhiên dễ nuôi, dễ dạy, dễ thương. Vì con nít mà đứng chắp tay rồi đàng hoàng, thấy không, tội nó không đỏ rồi cũng dễ thương nha. Đứa nào cũng dễ thương là cái phước đó nha. Nên mấy đứa nít này nó rất là ngoan, rất là dễ thương, mà đứng đàng hoàng, không giỡn hết, không chạy lăng xăng, thấy chưa, được dạy. Nên cả đại chúng trong chùa ai cũng được cái lợi ích khi cái đạo tràng tu gì. Rồi chúng ta được làm lễ phóng sanh là trưởng dưỡng lòng từ. Cũng như mình ở tù mà ai thả mình cảm ơn biết nhiều nó. Giờ mấy con chim này mình thả nó mừng, nó cảm ơn. Có những con chim nó bay mà nó đi phân tùm lum tùm la, nó cảm ơn quá, cảm ơn mà sợ sợ mà nó chạy bay lia lịa ha. Nó từ nơi đó mình biết Phật pháp rồi, nên mình phát tâm ăn chay trường, không nên sát sanh hại vật. Và nhà quý vị mà có những dụng cụ gì mà sát sanh như thuốc chuột hay là bẫy chuột đồ đó, hay là thuốc mà xịt mũi rồi đó, thôi đừng có dùng nữa nghe chưa. Đừng có sát sanh hại vật, đó cũng là người thân ông bà cha mẹ của mình mà tạo nghiệp rồi bây giờ đầu thai vô gia đình mình đó. Nên Phật nói không có duyên không gặp nhau, bây giờ có duyên là mới gặp đó. Nên bây giờ họ tạo tội, họ đọa làm súc sanh, họ vô nhà mình, thôi giờ mình biết tu, ăn chay phóng sanh thì đừng có sát sanh nữa. Mình dân mùng đồ ngủ cho đàng hoàng. Còn một hai con nó bay vô nó cắn mình kệ nó, nghe không, đừng có diệt nó nghe chưa. Vậy thì bị trưởng dưỡng lòng từ, cái đó là cái tâm thật sự phóng sanh, thì tư khắc nghiệp chướng gì cũng tiêu trừ. Chúng ta quy y cho mấy con chim này xong nó thả ra, khi thả ra xong nó ở trong chùa xung quanh đây thôi, nghe danh hiệu Phật, rồi khi bỏ cái thân này hướng về thế giới cực lạc. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạo quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Cung thỉnh chư tăng ni và đại chúng xuống chai đường dùng cơm nha. Chúc quý vị vui vẻ. A Di Đà Phật.